nay chúng tôi có nhận được một hai cái tin nhắn của Phật tử, và tôi cũng có gặp được một vài Phật tử đây có một cái đề nghị, một vài đề nghị nhỏ sau đây. Thứ nhất là họ đề nghị chúng tôi nói thẳng thuật ngữ Phật học, Phật tiếng Việt. Lý do tại sao chúng tôi không nói là bởi vì nói thì từng dặn là trước mắt tôi toàn là những người lão quá. Thì ví dụ như hôm qua thay thì có tâm tôi lại nói là piano mình, vì tôi hy vọng rằng cái số người hiểu cái chữ piano mình nó nhiều hơn là cái số người hiểu cái từ tâm vương, tâm sở. Mà trong khi đó nói mình tẹt luôn là cô Tâm Hạnh thì cô nói là cái số người nghe nhiều cũng không tin. Bởi vì nói piano mình còn là nói piano khác ra người ta dễ hình dung hơn, chứ còn nói tâm vương, tâm sở nó kỳ lắm, nó rất là kỳ. Nhưng mà có số người mà biết rồi đó thì họ lại không có thích, cho nên làm cho trong họ nó khổ trong đó. Nếu mà tôi nói chuyện bài con một người phụ nữ và cộng thì nó sướng cho tôi hơn rất là nhiều. Ví dụ như ngày hôm qua cái phần mà ba đi phần sắc pháp ấy, theo trong cái làm mà nói về tôi dạy cho Phật tử nội bộ thì tôi nói là sắc tứ đại và sắc y đại sinh là nó sướng cũng chết luôn, nhưng mà nó khổ đó người ta nghe thì không có hiểu. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, tại sao chúng tôi thỉnh thoảng phải viết cái tiếng Pali là bởi vì hai lý do. Thứ nhất, bà con thấy có cái chữ đó, bà con để vào Google và con search coi tôi nói cái gì cái chuyện đó. Thứ hai là tất cả các sách ngoại ngữ viết về Phật học như Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Bồ Đào Nha, các Miến Điện, Thái Lan, những cái thuật ngữ đó người ta cũng viết chữ Pali này, bởi vì những cái chữ đó không có cái ngôn ngữ nào mà có thể lột tả và nói hết được cái nội dung của một cái từ ngữ chuyên môn. Các vị nghe, ví dụ như người Việt Nam dốt gì thì dốt, nhưng mà phải biết axit, canxum, phải biết cái oxygen là gì, chứ còn thế nào nó là bây giờ nó dịch hết là tiếng Việt Nam rồi tôi biết axit nói là được bao nhiêu người biết. Vậy thì axit là tôi biết tiếng Hán nó kêu là cường toan, mà có bao nhiêu người Việt Nam hiểu như cường toan. Cái việc nói axit là một cái bài bán cái số phải hiểu, nó kẹt vậy đó. Mỗi lần bác sĩ họ nói có con đừng về già loạn xương, thôi chắc là cũng bổ sung canxum, thì nói canxum nó dễ hơn là kiếm những gì khác để mà nổi. Còn những chữ cường toan, cường là mạnh, toan là chua, mà những cái chữ cường toan rồi lên mình cái chữ axit thì tôi nghĩ cái số người Việt Nam mà biết cường toan axit thì biết không có nhiều, không có nhiều nha, cho nên là cũng hơi khó cho những người cho đó. Cho nên chúng tôi chọn cách là giải thích một từ bằng tiếng Pali, rồi sau đó bà con người nào mà nó có biết rồi thì tốt, còn không biết thì từ từ là quen. Khoảng chừng 1-2 ngày nữa thì bật tiếp bà con ok thì chúng tôi mới sẽ dùng cái thuật ngữ nha. Đó là chuyện nhất. Chuyện thứ hai, chúng tôi có nghe một chuyện hiểu lầm, nó làm chúng tôi hơi nản. Hiểu lầm chỗ nào là tôi đã nói rồi, mình đã nói chuyện khoa học, nói chuyện tôn giáo thì khi mình nó bất gã chút để chúng tôi nói thiệt. Đó là mình trên 18 tuổi, cái cách mình cảm nhận vấn đề nó phải hơi có một chút, nó hơi tập làm quen cái động lực một chút. Ví dụ như tôi nói tu hành mà cứ một lòng mà mong được cái này mong đắp cái kia đó thì nó sẽ không đi về đâu hết. Có hiểu không? Phải không? Rồi nếu để một mình chuyện thứ hai, khi tôi dạy mà tôi nói là quý vị nhớ cái này nha, nhớ cái này nha, thì hai cái đó này nó không mâu thuẫn nhau. Tôi hỏi các vị này, cái chuyện đổ rác nó có phải là cái chuyện đại sự quan trọng trong thiên hạ không? Có phải không? Nhưng mà cái cô này, cái cổ xanh này này, mỗi lần cô đổ rác để ý là cổ đổ lúc nào cũng văng ra ngoài hết. Cổ đổ lúc nào giờ mới đổ rác, một ký rác cổ đổ mà cũng rớt ra ngoài mấy cái miếng giấy, rồi 10 ký rác đưa cổ đổ ra ngoài cái thùng lần nào vậy đó. Tôi mới nói cô ơi, tôi biết cô là bác sĩ, cái chuyện đổ rác là phải là cái sai lầm của cô, nhưng mà cô nhớ nha, đổ mình canh xong rồi cái miệng của cái thùng này nó lọc hết vậy đâu kia. Thì cổ nghe những người khác nghe này thắc mắc nữa, cái chuyện đổ rác nó không quan trọng mà tại sao ông lại hướng dẫn chi tiết như vậy cho những cái điểm. Cái chuyện đổ rác nó quan trọng, nhưng mà lần nào kêu cổ đổ nhờ cổ đổ ra ngoài một cái miếng rác mà đã nhiều lần lặp rồi. Cho nên tôi mới nói đúng, cái chuyện đổ rác của một bác sĩ là không quan trọng, cái sở trường của cô là đổ rác, nhưng mà khi cô giúp đạo đàn đổ rác thì cô cũng nhớ mình đổ sạch cho nó đầy luôn hết, chứ còn cô là người đổ nó cũng chặt ra ngoài, bắt đầu người ta lụm hết. Nói như vậy có nghĩa là chuyện đổ rác nó không quan trọng, nhưng mà anh dầu nó không quan trọng nhưng anh vẫn phải làm, bởi tất cả sự cẩn trọng. Mình hành đạo, mình tu thiền không phải với cái lòng tha thiết mong đắc cái này, mong đắc cái kia, mong trở thành cái này, mong trở thành cái này. Tuy nhiên về mặt cái còn về mặt kỹ thuật mình phải tuân thủ một số nguyên tắc chứ. Cho nên đúng là tu thiền, bây giờ tôi hỏi từng bước là bước một, muốn thực hành có cần lý thuyết hay không? Rồi bước hai, đã học lý thuyết thì ông phải chấp nhận một số nguyên tắc, đúng không? Bước ba, nếu anh đã tôn trọng nguyên tắc thì cái câu mà tôi nói nhớ nha nó cần biết đi từng bước. Còn đằng này các vị đi trộn lại, các vị nói nếu mà tu cái gì cũng buông thì tại sao sẽ bắt tụi tôi phải nhớ bài? Chết rồi. Các vị nghĩ sao nếu mà tôi nói tu mình không chắc gì hết, bây giờ các vị thấy tôi cầm một cái lon bia tôi đứng trước tôi uống, các vị nghĩ sao? Bây giờ tu mình đâu có chắc, đúng không? Không, các vị không hỏi thiệt, tu là không có chắc, đúng không? Nếu vậy thì tôi cầm lon bia đứng trước tôi uống, mà cái mình có một cô ăn mặc hở hang hai đứa tôi đưa hỏi chị ra, các vị nghĩ các vị có chịu nổi không? Nếu các vị chịu nổi thì lát tôi ra tôi làm. Các vị hiểu không? Mình tu là không có trách nhá, mình tu là không có trách, mình tu là hãy giữ giới là trách này, học đạo là trách. Bây giờ tôi ra tôi mặc xà lỏn, tôi lên mình áo thun cao cổ, tôi ngồi chung với một cô hai đứa, tôi ngồi uống bia nhau, rồi tới giờ đến chuông vô giảng, quý vị có chịu nổi hay không? Không được, bởi vì mình tu mình không có trách. Bởi vì nếu mà quý vị còn trách thì quý vị chưa có tu. Nghe hiểu chưa? Cho nên tôi năn nỉ nghe mà hiểu những cái ẩn ý của người ta. Thứ nhất, tu là không có, khi ngồi thiền đừng có cái lòng mà mong là chưa gì hết, mà cứ mong mà đặt sơ thì nhị thiền mà sơ đạo nhị đạo là người ta chết rồi. Thì ngay trong cái lòng mong nó đã có vấn đề rồi. Cho nên là đó, cái phần đó nó đúng để hoàn qua về phần thứ hai. Nếu đã là thực hành phải cần lý thuyết, mà đã lý thuyết thì làm ơn anh phải nhớ mình nguyên tắc. Và khi tôi hướng dẫn cái lý thuyết bắt buộc tôi phải nhấn mạnh đến cái nhớ nhé. Nhưng thật ra nhớ để làm gì? Nhớ để rồi là mốt buông. Nhớ để mà buông. Tôi nhớ Trọng Tiện một câu thơ rất là dễ thương: "Ba đi chiều nay nên gọi cụ, em đi đi và nhớ quên anh." Có hiểu không đó? Em đi đi và nhớ gài cửa, em đi đi nhớ để chìa khóa, em đi đi nhớ lại để đồ mình cũng làm. Cái đó tôi còn thì làm được. Còn em đi đi và nhớ quên anh. Yeah. Có hiểu không đấy không? Tức là các vị nhớ nha, tu là phải quên hết. Có thể có hiểu cái câu đó, cái đó có một được không? Bây giờ tôi nhắc lại nó rất chậm. Quý vị nhớ nha, các vị nhớ nha, tu là để cùng quên sạch. Cái đó nó không mâu thuẫn. Rồi cái người nào mà nghe cái đó mà bằng một cái não trạng nó hơi muốn bình một chút thì các vị ngạc nhiên là tại sao ông kêu mình nhớ nha, mình nhớ để rồi quên là sao? Bởi vì nếu mà tôi không chặn quý vị nhớ thì quý vị sẽ không thể quên. Không nhớ cái đó. Ok, bây giờ sáng nay chúng tôi quay lại bài học cũ ngày hôm qua bằng cách là tôi kể một câu chuyện tào lao. Câu chuyện thứ nhất là vào một buổi trưa hè nắng gắt đổ lửa, một vị vua ngồi ở trong hoàng cung chán nản, có mấy cô mỹ nữ, rồi có rượu, có đồ ăn liệu, ổng ngồi có người bạc hầu. Ổng nhìn ra ngoài con đường đổ lửa rất là thương, thấy được một cậu thanh niên gánh nước mà miệng thì hát líu lo rất là vui, mặt mày sắc rỡ, cảm thấy làm lạ. Ổng mới nghĩ một bụng thôi, mình ngồi đây trong mát có kẻ hầu người hạ mà mình còn thấy nó nực, hồi xưa đâu có máy lạnh. Mà các ông chàng ở trần gánh nước mà ca hát líu lo mà mặt mày vui vẻ là sao ta? Cảm thấy kêu lính hầu bắt cả ông thanh niên cái vô. Ông vua mới hỏi, ông hỏi suy nghĩ ông nói trọng ngồi đây mà nó vui, mà anh đi gánh nước mà anh vui là sao? Có thể chia sẻ với ông không? Thì ông thanh niên nói dạ thành gánh nước 10 năm rồi, mỗi ngày để dành ít tiền, bữa nay này thì số tiền để dành nó gom lại là đủ tròn một đồng tiền vàng. sau thì cứ nhiều xu thì nó gom được một đồng vàng, mới vừa tròn thì thành đổi qua một đồng vàng, thành chạy ra đi chôn làm sao cái gốc kè nó rỉ. Cái kiểu này mà kéo dài thì không lâu nó sẽ lấy được vàng. Thương cô Hà, cô ấy làm dưới mà không cách nào, nhưng mà cô nói hãy đủ hai đồng là cưới được. Dạ cô muốn nghe giật tiền buồn, nó có hai đồng nó buông nữa người ta. Đó nó nói thế này, ở đó Thành cứ biết với sức của Trọng đó, một bữa ăn của Trọng là cả trong đồng bạc, biết không? Không biết nhưng nghe tin. Cả vua Đinh thì Thanh nghĩ sao biết, mà bây giờ mà Trọng cho Thanh một nhang đồng bạc là Thanh có vua của bà vui, chắc xỉu luôn á. Các vua thấy Trọng thích ông cái đùa định, nói bây giờ Trọng cho Thanh 1/3 cái đất nước này là Thanh chịu không? Khỏi nói. Rồi ông vua thích mà khỏi cho một nửa thì chắc thích hơn, nó đúng. Các vua hỏi thêm, đất nước này có ruộng đồng, núi, đồi, có biển, có hồ, có sa mạc, nếu mà cho một nửa, ông Thành nói vậy Thành thích lúc nào? Thành nói ông suy nghĩ nói dạ, Thành thích một nửa, nếu như một nửa thì Thành sẽ lấy bên nào có chôn đồng vàng. Hiểu không? Cái câu chuyện đó rất là hợp lý, tức là đã được một nửa quốc gia rồi, nhưng mà đó cái bên nào nó có đồng vàng nó vẫn nặng hơn chút, có nghe hiểu không? Rồi một chuyện tào lao thì đó là tôi gom một đống chuyện tào lao tôi vô vào trong một tấm là thầy sư thần tào lao nó như nó đã dân quân Gary nó nổi tiếng là nó buồn xỉn. Thì một buổi trưa nó có ông cán bộ ổng đi trên đường, ổng gặp một cái anh nông dân đang gánh rơm ấy, thì ảnh mới lại gần nó nói một gánh rơm này, rơm này bao nhiêu tiền, anh nhận cái 10 cô bé là 10 đồng của quân Gary. Ông các bộ bây giờ đã ăn 12 cô bé cũng mua rơm này nữa được chứ. Thì ông kia ông đảo thì 2 đồng xong nói tôi trả cho anh, nhưng mà tôi không có lấy đống rơm này, gánh rơm mà cũng lấy. Tôi trả cho anh liền đó, bạn anh đi về nhà là anh làm việc cho tôi. Để tôi đang cần cái người cũng có sức bóc nhanh vậy đó. Dạ nông dân đó thay quý vị anh bán không? Cái gánh gì trị giá có 10 đồng mà nó mua 12 đồng bán không? Bán. Anh bán xong cầm 12 đồng đi, mà anh đi mình cứ quay lại nhìn cái đống rơm hoài. Thì anh kia nó bảo còn chuyện gì nữa, bỏ quên đồ hả? Không. Dạ tôi nói sao, tôi đi góp từ sáng tới giờ được lượng gánh đó, giờ tự nhiên bỏ mình không đành. Nó không có đánh đã thì sao rồi, tôi biết, nhưng mà nhìn nó xa quá, từng cọng rơm là từng cọng mồ hôi bây giờ. Thì ông kia phải thêm 3 đồng nữa, thằng 15 đồng, ông này mới chịu đi không ngoái đầu được. Thì Việt Nam có một câu thế này, cầm vàng mà lộ qua sông vàng nữa, tiếc không cầm vàng. Từ vật chất đến tinh thần, nhiều khi cả đời theo đuổi một cái gì đó, cuối cùng có lúc nào đó mình biết nó bậy, nhưng mỏ nó có đành. Đó là học thuyết cộng sản, đó là một thứ tà môn dị giáo nào đó, đó là một thứ quan điểm chính trị tôn giáo văn hóa lặp lại, nhưng còn một đời, một thời gian quá dài theo đuổi đó. Bây giờ tình hình kia bỏ nó, mình thấy nó có vấn đề rồi, mình nghi ngờ nó từ lâu rồi. Nhưng mà lấy được quá là lấy được mình vui rồi. Mình không bỏ nó, ngoài cái tiếng câu ra nó còn có cái tôi, nó to đùng, nó làm cái là được. Cái tôi đó, nó cứ âm một cái lời để gọi nhỏ nhỏ là ông bỏ nó là ông bỏ tôi đó. Bởi vì khi ông bỏ nó, cái là ông phủ nhận cái tôi, ông từ xưa đến giờ. Ông nhìn nhận từ đó giờ ông dạy, ông thờ, ông ngu, ông nhốt. Ở đó giờ ông thương quen, tôi hiểu không? Cái quan điểm ông không thể bỏ nó được. Cái tôi nó văn vẳng bên tai cuối cùng biết nó có vấn đề mà người ta không có cái gan bỏ nó. Cho nên tôi đã làm yếu lý hôm qua mấy ngày như thế. Do vô minh tức là do không hiểu biết trong 4 đế. Cho nên trong 6 trần người ta luôn tìm cách người ta nắm níu đó. Người ta luôn tìm cách nắm níu. Tôi đã trót yêu một cái gì đó, bỏ không được. Tôi nhớ ông Rodin là một điêu khắc gia nổi tiếng của Pháp. Ông có hôm nay về Venice chúng ta sẽ thấy rất là nhiều các công trình điêu khắc rồi. Ông là người điêu khắc là nghề điêu khắc rất là tiếc. Thì có một cái anh sinh viên mỹ thuật đến học ông nói là bạn một đời hoặc là một bậc danh gia trong cái làng điêu khắc, có thể trao truyền cho bọn hậu sinh của cháu cái bí quyết điêu khắc hay không. Một câu nói để về lấy đất lòng cẩm nang nhớ đời. Để suy nghĩ một lát cẩm bí quyết niệm khắc thịnh. Chỉ có câu này thôi, mơ hồ về vốn, nhưng mà không thể có câu khác. Đó là đem về một miếng kim loại hoặc cục đá, bỏ đi cái thừa, cái còn lại là hoạt động. Cái chuyện như vậy, cái câu này rất là kỳ. Ông nói tôi không có bí quyết gì hết, sao bây giờ cậu hỏi mới nhớ là đi khắc cũng có bí quyết. Thầy nói đúng bí quyết gì hết, đem về một hòn đá, một khúc gỗ, bỏ đi cái thừa, cái còn lại là cổng. Ví dụ như bây giờ để cắt cái hình, cổng này nó nghe được, bắt nghe cũng nghe lại. Bây giờ để tạo thành một ông cụ thì cái gì mình để gọi là thừa thì bỏ cái đó đi. Cái gì mà nó không làm nghe kỹ, cái gì trên hòn đá mà không làm nên ông cụ thì mình bỏ nó. Cái gì trên hòn đá mà nó không làm nên cô gái, bỏ nó. Cái gì trên hòn đá mà nó không có bắt mới tượng Phật hết, mà trong khi mình đang muốn đạt tượng Phật thì mình thấy cái phần nào mình không có thì mình bỏ rồi, thì cái phần còn lại là tượng Phật. Mà tu là gì? Tu lì trang vậy đấy, tu là gọt đi cái gì nó không cần. Suốt đời luân hồi sanh tử của mình ấy, là mình sống vật lộn với 6 tầng, mà trong đó có rất là nhiều tầng, almost 99% là tầng tào lao. Tức là có những cái không thật sự để mình nhìn, có những cái không thật sự đáng để mình nghe, không đáng để mình ngửi, không đáng để mình nếm, không đáng để mình sờ chạm, không đáng để mình suy tư, không đáng để mình chắc vào đầu, vào tim, vào óc. Nhưng mà quái không phải mình lại chắc là vì sao? Là vì tôi đã nói rồi, do cái sự tích tập nhiều đời đó, cộng cái bên hướng tâm lý đó, cộng với cái môi trường sống hiện tại, cộng với tiền nghiệp, cho nên mình có mặt ở một nơi chốt nào đó, trong một điều kiện hiện hữu nào đó, mình có những cái thích, có những cái ghét không giống ai hết, và những cái đó mình không thấy nó là thừa. Mà thực ra nếu có người hỏi tôi toàn bộ tinh hoa của Phật pháp nếu gom là một câu được không, tôi nói nhiều lắm nhưng có thể gom được câu này: tu hành là phân biệt cái gì mình thích thì cái gì mình cần. Cứ lục tủ mấy bà đi shopping hay coi nó có những cái cần, cái mua những cái thích. Cái gì biết bây giờ cái vấn đề lớn của tôi là gì? Hiện giờ là bây giờ tôi đang sắp dọn nhà, mọi tôi đang đứng cái bộ đống đồ, tôi suy nghĩ cái nào mình thích rồi 95%. Cái thật sự tôi cần phải là chỉ có 5% thôi. Mà bây giờ tôi không có cam lắm, không có đành một lòng, tôi bỏ 95% rồi lại. Mà mình lương hồi là toàn là bởi vì cái mình thích không. Và các vị đi số tiền, các vị đồng ý với tôi, cái số tiền mình bị bỏ ra cho cái thích rồi, cho cái cần nó là nhiều hơn. Yeah, cho cái cần nó không có nhiều. Cho nên bây giờ từ từ các vị mới thấy tu là cái gì? Tu là bỏ đi cái mình thích, chỉ biết là cho cái. Lúc đầu chưa biết đạo, ta chạy theo cái thích. Biết đạo rồi thì ta phải cân bằng làm sao cái thích nó ít đi, chỉ còn giữ lại cái cần. Và step 3, trong cái cần chỉ giữ lại cái tối cần. Có hiểu cái tối cần không? Tối cần nghĩa là thiếu chết liền thì gọi là tối cần. Còn cái thứ mà cần thiệt nhưng mà thiếu không sao thì cái đó chưa được gọi là tối cần, mà nó là sáng cái cần. Các vị nghe vậy chưa? Và tu tứ niệm xứ là gì? Tu tứ niệm xứ có 3 step. Một là Dung phát hiện ra là cái gì thật sự là Dung cần. Step 2 là Dung khi biết rõ cái gì là mình cần thì cái còn lại biết là cái không cần. Chứ mình đâu cần, mình còn phải làm tới 2 việc, 1 việc là đủ rồi. Khi Dung lựa ra được cái Dung cần thì cái gì còn lại là cái không cần, hoặc là ngược lại. Dù phát hiện cái gì không cần thì cái còn lại chính là cái cần. Cái này thôi. Cho nên cái việc đầu tiên tu hành là gì? Tu hành là bỏ đi cái không cần. Đó là cái hành trình tu hành. Còn nếu mà mình có tò mò, mình cứ thẳng thắn mình cái gì mình tưởng tượng đi. Mình gánh 100 kg, trong đó gồm 5 kg cần và 95 kg không cần. Thánh dây ổng giá con ký, cũng có 5 kg cần thì hỏi 2 đứa nào khỏe hơn. Cho nên tôi không phải là thánh, nhưng mà tôi chỉ nhớ cái số 5 và số 95 là tôi đã nói là Đức Phật nghe là cỡ này. Có lần vua Basenadi vào Pháp Phật của đến, lúc nào con cũng thấy cái tô an lạc. Mà con nói thì chung quanh con cái gì cũng có, mà nỗi khổ nào con cũng có. Mà thấy con cái gì cũng có, mà hạnh phúc nào an lạc nào thấy tôi cũng có là sao? Thì Đức Phật hỏi vua vì đại vương có thể an lạc trong 1 ngày không? 2 ngày, 3 ngày? Tưởng nó bảo Thế Tôn chỉ trong một khoảnh khắc. Cái happy của con mà trong một khoảnh khắc nó cũng chỉ là random. chứ nó không nằm trong cái sự control của cái chắc này tin gì đó. Cái happy mà trong lần 5 phút của quý vị đó, nó chỉ là random, chứ các vị không thấy bằng hạnh phúc nó phải là cái gì đó mà quý vị có thể gò ép nhào nặng để cho nó ra. Nó lâu không giờ muốn vui mà thì nó ngồi nó vô chưa chắc, bởi vì lúc đó bao nhiêu thứ nó xảy ra trong cái cơ thể, cho tâm tư của mình khó lắm nha. Bởi vì sao? Thì mình ngoài 5 kg thực sự cần thiết, chúng ta phải cộng tới 95 kg không cần thiết. Cho nên chuyện đầu tiên do vô minh trong bốn đế, cho nên ta mới tạo ra các hành. Các bên hành học mình thì liên hệ lại về do vô minh trong bốn đế, có nghĩa là do không thấy rằng 95 kg kia là không cần thiết, do không thấy rằng 95 kg kia là khổ nạn, do không thấy 95 kia là hệ lụy. 95 kg đó là gì? Đó là 6 trần không cần thiết. Là bạn nghe hiểu nhanh nhanh vậy. Tôi có nhiều lý do để tôi rời mà hỏi biết tin bữa nay lắm. Nó có cái này không phải dọa mà, bởi vì bây giờ tôi không cần cái gì nữa hết. Tôi không cần cái gì, không phải là vì tôi có quá nhiều mà tôi không cần, là bởi vì tôi không muốn giác đồ chứ. Cho nên do vô minh trong bốn đế không thấy rằng mọi thứ ở đời là khổ. Thứ hai, do không thấy rằng đam mê trong cái gì cũng là đam mê trong khổ. Thứ ba, do không thấy rằng muốn hết khổ thì phải hết đam mê. Và cái thứ tư, muốn hết đam mê thì phải có một cái con đường hành trì cụ thể rõ ràng điển hình. Thì do không biết được bốn sự thật này, cho nên chúng sanh mới bắt đầu đặt vấn đề là gây tạo cái ước mơ. Thì cái quá trình gây tạo đó được trong kinh gọi là hành. Cái hành là một thuật ngữ rất là khó dịch, ở trong tấm lửa tiếng Mỹ gọi là không. Cái chữ hành ở đây trong tiếng Pali đó là sankhara, trong tiếng Việt là volition, tiếng Hàn Việt là hành. Thấy chưa? Thầy cứ mời quá thầy. Rồi, phải gọi là tu. Tôi muốn. Tôi gọi ai rồi thì thấy. Chỉ vô minh viên hành á. Đầu tiên là vô minh viên cho hành. Thứ hai là hành viên cho thức. Thứ ba là thức duyên cho danh sắc. Thứ bốn là danh sắc duyên cho lục nhập. Rồi lục nhập duyên cho sáu xúc. Sáu xúc duyên cho sáu thọ. Sáu thọ duyên cho sáu ái. Sáu ái duyên cho tứ thủ. Rồi cái tứ thủ nó duyên cho hai hữu. Hai hữu nó duyên cho 4 sanh. Ok, nhớ nha. Rồi, và con ở đây tôi không biết là trình độ nó trên lệch nhau cỡ nào, và tôi không biết ở đây cái số người mà kỳ cựu rồi nó kỳ cỡ nào mà nó còn cỡ nào. Bởi vì có những người nó kỳ cựu nhưng mà kỳ nó nhiều còn cựu vậy. Nhưng mà mình làm không thấy à? Ủa vậy đó? Biết hết mực thầy. Nó lợt. Nhưng mà thế này, nếu mà cái biết nó không có mực mà lòng mình có mực sẽ thấy. Cái vị biết người ta từng đọc những lá thư tình mà bị dính nước mưa mà. Các bạn đọc thử ra thành chứ. Nó biết xong mà biết một tiếng tím nhát áo á, đi mắt mưa đường kia bắt mắt nó làm được hết. Mà cái tài ghế mà má kia đi chợ mua món gì thì nó dễ nó len lòng được. Lại một túi mà 2 tờ, một tờ má nhận mua cái này cái kia thì đọc được, mà cái tờ kia thì mà má ghi bằng bút điện tử phi á đọc được, bằng nhỏ cho nó biết bằng mực tiếng mà biết lá tre đọc tốt lắm. Lại vì sao? Là vì khi nó đọc cái tờ của má thì nó đọc bằng cái loại tâm không có mình. Bởi khi nó đọc bằng cái đọc cái tờ kia đó, cho nên có cái lần nó bà má bà nhờ thằng nghề con nó chở đi xe đạp đi ngang một góc, mình thấy nó nằm thì một cái đấy Ở qua thấy mày chở con nhỏ bội ngang đây mà đập ta te là sao, mà tới tao mà chở khó. Nó nói vợ hiếu luôn luôn nặng đi tình. Hiểu không? Chữ hiếu luôn nặng đi tình. Cho nên lúc nào chở má nghe con đốc này con thở le lưỡi luôn, xong chở nó bội ra te đi tình nó dễ hiểu rồi má. Bây giờ mới hiểu. Ok, do vô minh không hiểu biết bốn đế mà tôi nhắc biết mà tôi quê luôn á. Không hiểu biết bốn đế, một là không hiểu rằng mọi hiện hữu là khổ. Thứ hai, nếu mọi thứ trên đời này là khổ thì đam mê trong cái gì cũng là đam mê trong khổ. Mà chính vì có đam mê trong khổ thì mới có tạo ra cái khổ khác. Mà chỉ khổ ở đây nên được hiểu khổ để làm 6 phần 6. Đó là công thức con năng hiểu của con nhớ được. Khổ là gì? Khổ là 6 là 600 mà cái tầng số 600. Bởi vì toàn bộ vũ trụ này từ mặt trời, mặt trăng, sông hồ, biển cả cho tới chim muôn cầm thú con ong cái kiến tất cả đều là 600 cái tầng. Các bạn nghe hiểu không? Đứng trước cái tòa thánh Vatican gặp giáo hoàng trở về Mỹ, vua Nhà Trắng gặp tổng thống Mỹ, gặp tổng thư ký Liên Hợp Quốc ở New York, về chùa gặp mấy ông sư thầy tăng ni, ra ngoài chợ gặp cá, thịt, rau cải tất cả đều là 600 tầng. Không có cái gì mà nằm số 12 đã hết, cho nên khổ là gì? Khổ chính là 600 cái tầng. Mà tại sao tất cả đều là khổ? Thì mình cứ nhớ như thế này. Tại sao tất cả đều là khổ? Là vì thứ nhất, cái gì có cũng do duyên, mình có rồi phải mắc. Thứ hai, cái gì trên đời này đắng cũng là nhân đem đến khổ, mà ngọt cũng đem đến cái khổ. Tại sao? Đắng mà mình đốt không được là khổ, mà ngọt mà tìm không ra cũng là khổ. Rồi biết ghi kịp không? Nghe hiểu? Tức là không có cái gì. Như sáng ở trên xe tôi nói với cái anh Long, tôi nói cưới nhầm cái người mà không đủ sức làm cho mình ghen, cái cưới mình chi. Mà cưới mà cái đứa đủ sức làm cho mình ghen thì le lưỡi luôn, không hết khổ cưới. Mà cái đúng như vậy không? Làm chủ một cái vật mà không, nó bắt mình không tiếc thì mua làm cái gì? Mà làm chủ một cái vật mà nó có khả năng làm cho mình khổ đó, thì quá ra nó là mình mới làm chủ nó, mà nó là chủ mình. Tôi đã kể không biết bao nhiêu lần, một cái cô phụ nữ cũng mới mua chiếc BMW mới tình. Tôi kể tôi nói rồi tôi nó sướng không biết là bao nhiêu mà nó cần quá trời chưa. Cái con bé bảo lòng bà má Việt Nam qua thì lâu lâu đi làm bỏ đồ nguội do máy hầm mà may quay máy ăn thì đi về hỏi má ok má nó nói được mà rồi xong. Một tuần thì nó chỉ má có mấy lần thôi. Cuối tuần thì về 2 tuần ngủ rồi đi đâu đó. Mà trong khi như cái chiếc xe đó, cái mỗi lần mà đi shopping xong ra đi chồng của có bị chạy không? Cái thời gian mà dành cho chiếc xe đất du 6.000 nó nhiều hơn má chị đã thua 6.000 đấy. Thì tôi mới nói có cái này, cái trường hợp đó không phải là cô làm chủ nó mà nó làm chủ khổ. Có rất nhiều thứ trong đời sống quý vị, nó có quý vị chứ không phải là quý vị có nó. Quý vị là của nó chứ không phải nó là của quý vị. Cho nên kể từ hôm nay rời lúc rồi đi về nhìn quanh người và vật xem cái gì là của mình và mình của cái gì. Cái chữ của nó là một cái chữ rất là mỉa mai, rất là châm biếm. Tôi có sở hữu một vài thứ, tôi bắt quý vị nó có giá trị hết ba cái đồ ba cái vượt ba cái accessory mình để đi travel. Thế thì tôi có cái lò nhỏ xíu nấu ăn cơm tôi rất là thích, nó không bao nhiêu tiền hết mà nó làm tôi khổ biết bao nhiêu lần. Tôi đi đến chỗ nào không hỏi có đi không thấy nó còn một lon, thì khi lại nhà nó không đem, mình cũng có miếng nước trà mình không dám xuống bếp, thì mình ra ban công mình cho miếng cồn vô, để mình bật quẹt lên mình bắt mình đàn đổ. Mà chỉ có cái đó không mà mỗi lần tiền thấy là cũng khổ. Cái đồ sạc pin mà hồi tối này nó không có, tôi phải nhờ người ta chở đi lúc những trời gần đóng cửa nó sồ chạy kiếm về mà buồn ngủ quá nhắc lại sáng tiệm ra khổ thêm chậm nữa. Thì tôi thấy những lúc đó tôi mới nhớ thánh nhân sung sướng mình chỗ nào. Khi thánh nhân không có nhiều nhu cầu thì thánh nhân không có cưu mang, không có gánh vác. Không có cưu mang, không có gánh vác thì tự nhiên cái vai của thánh nhân cũng nhẹ. Mà nói theo kinh thánh, phúc thay cho kẻ nào có mặt trên đường hành vi không hổ quá nặng. Tôi có biết 2 câu proverb, một câu của Châu Phi, một câu của Nhật. Châu Phi là nói muốn đi xa thì đi có bạn, muốn đi nhanh thì nên đi một mình. Và nhân tiện nói cái này, muốn đi xa nên sách nhiều đồ, muốn đi nhanh nên ít đồ. Và tôi nhắc lại qua cái câu mình đọc ở New Small Authority đó rồi. Go light, go small, go fast. Hành lý càng nhẹ, càng gọn thì đi càng nhanh. Mọi người câu thì rất là kỳ, nhưng mà quý vị nên mình thấy kêu xong đó thì kỳ. Cái câu mình viết lên nè, go light, go small, go fast. Câu rất là nhiều, không có cưu mang nhiều. Mà chính vì không có hiểu được mọi hiện hữu là khổ, cho nên chúng ta cưu mang quá nhiều. Cưu mang cảnh nào? Có hai cách. Một là người trình độ thấp thì trốn khổ tìm vui bằng cách là đầu tư cái ác nghiệp. Tôi khổ quá tôi đi đánh bài, tôi khổ quá tôi đi câu cá săn bắn, tôi khổ quá tôi nghèo quá tôi đi kiếm tiền, tôi làm đủ trò làm lòng lương lẹo để cuối cùng tôi có tiền. Tôi bán cả tuổi trẻ, bán cả sức khỏe, bán hết mọi thứ, kể cả danh dự, những cái nhân phẩm đạo đức của hết. Để sao tôi có tiền thôi, để sao tôi có được tình, để sao tôi có được tiếng tâm quyền lực lọc lọc ra. Thì cái trường hợp thứ nhất được gọi là trốn khổ tìm vui bằng cách làm ác, với gọi là ác hành. Trường hợp thứ hai, trốn khổ tìm vui bằng cách là sống thiện để cầu mong cái quả nhân thiên, mong đời sau sinh ra khá hơn, khỏe hơn, sướng hơn. Thì trong trường hợp đó được gọi là thiện hạnh. Như vậy thì do vô minh, không biết rằng mình đang ở trong tù, ví dụ nói còn ngôn ngữ khác, do vô minh không biết mình đang ở trong tù nên người ta đã tìm cách trồng hoa, cất nhà ở trong tù. Đó là vô minh như hành. Hành như thức, thức ở đây tức là tâm đầu thai. Do chúng ta tạo các nghiệp thiện ác nên nó mới có các cái tâm đầu thai để đi về các cõi sướng khổ khác nhau. Có thể ngay bây giờ nghe không kịp vì phải phân tâm nhìn bạn, nhìn chúng tôi, nhưng mà khi về nhắm mắt lại thì tôi nghĩ quý vị sẽ nhớ. Tôi nói quá rõ luôn nha. Do vô minh trong bốn đế nên mới có hai cách sống đời. Cách một, trốn khổ tìm vui bằng cách làm các điều ác, bằng tham sân si. Cách hai, khác hơn. Do vô minh trong bốn đế nhưng mà nhờ khá hơn cái hạng một cho nên người ta trốn khổ tìm vui bằng cách là làm các việc lành để cầu quả nhân thiên, để sinh ra có 6 tầng tốt hơn. Nghe kể không? Mà 6 tầng chính là khổ nha, yeah. 6 tầng cũng là khổ, nhưng mà đây anh này anh sang hơn chút, bởi vì Mỹ có câu này hiểu: đồng tiền không thể mua được tất cả, nhưng đồng tiền đồng tiền không phải thể đem lại cho ta hạnh phúc, nhưng mà nó giúp chúng ta có thể lựa kiểu đau khổ. Cái câu rất là này, tôi sửa lại: thiện pháp công đức không xua là sẽ đem lại cho ta hạnh phúc, nhưng ít nhất cái công đức nó có thể giúp chúng ta lựa cái kiểu đau khổ. Nghe hiểu không? Ví dụ như Việt Nam đem học mà bây giờ bị lay ốp, rồi nhà bị bà má bị stroke, mà người chồng bị Việt Nam hoài. Giờ có mạng không Việt Nam, giờ mã có ông không, giờ mấy chục lần nữa. Rồi có ông Việt Nam rồi cũng như là quên qua, rồi có nhiều người vợ thì vẫn quên về vẫn quên chồng đây. Coi như là nếu mà chúng ta có một cái gia cảnh mà nó bất hạnh á, tiền bạc không có, sức khỏe không có, gia đạo bất an, thì hôm nay quý vị đâu có ngồi để không tạo được. Quý vị phải có mọi thứ ok ở một cái mức minimum thì quý vị mới có mặt trong cái pháp hội, trong cái đạo tràng này được. Cho nên kinh nói do vô minh trong bốn đế, người ta không thấy rằng giải thoát là cần thiết, mà người ta thấy sự có mặt nó là cái gì đó hay hay vui vui. Và chính vì thấy nó hay hay vui vui nên ta có hai cách để ở lại với nó. Cách một, thích gì làm đấy, tha hồ quả, làm trùng làm dế. Có lần tôi ra biển, tôi thấy cái oyster mình nó bám trên đá, tôi tưởng luôn. Tôi biết trời ơi, mình làm với người mà trời ơi, lâu lâu biết đâu mình cũng có đi ngang chùa, ngang nhà thờ, nghe những này cái kia. Còn làm cái con oyster thì mình ngày năm lên ba nó chỉ khác cục đá chỗ rằng nó mềm hơn cục đá thôi. Mà quý vị biết, nếu mà bây giờ thân người khó được chánh pháp khó gặp, mà mình không có một cái sự trang bị đó, thì mai này mình thiếu gì chỗ đi chỗ tào lao không. Ví dụ như những cái cống, nhất như cái loại vi sinh đó chứ. Rồi ở trong rừng, quý vị biết cái rừng Amazon nó cung cấp 20% oxygen cho toàn cầu, nó giữ đến cũng gần một nửa cái lượng mà động vật trên toàn cầu. Mà bên dưới cái lớp lá dày dày cả 1-2 mét, bên dưới là vô số loài vi sinh. Có những cái loài mà tôi luôn qua gọi là loài yếm khí, là cái loài sống gần như là không cần oxygen, cái loài nó có đâu vô kể. Nếu bây giờ mình không tu thì mình không biết mai này mình sẽ đi về đâu. Bây giờ mình là chủ nhà hàng ở Houston, một thành phố lớn thứ 5, thứ 7 của Hoa Kỳ, muốn bay đi đâu thì bay. Mai này mình về được Amazon, mình làm một cái con bọ, một cái con kiến chút chút ở trong một lớp lá dày 2 mét, cái vị nghĩ sao? Các vị đừng nói với tôi là các vị đi chùa các vị không về đâu, cho tôi hồ tiếng nha. Trong cái dòng chảy luân hồi vô thủy đó, cái cơ hội quý vị làm lầm được bao nhiêu. May là bây giờ có ăn học được làm người Việt Nam, còn người Việt Nam so với các dân tộc khác mà làm dân tộc tương đối có lưu ý về đạo đức hơi nhiều, chứ bữa mẹ làm gì biết có chú đó không nha. Người Việt Nam có may mắn là có đạo đức, mà mai là mình biết Phật pháp, mà thử hỏi 24 giờ đồng hồ bà con nghĩ đến cái điều lầm, nghĩ đến chúng sinh, nghĩ đến Tam Bảo thì bao nhiêu mình tâm người ghét. Mà kinh nói ta sẽ ra đi về một cảnh giới nó tương ứng với suy nghĩ nào thường xuyên nhất. Câu đó kinh nói không phải tôi, cái câu đó mình làm không trọng. Ta sẽ, tôi nhắc lại, ta sẽ đi về cái cảnh giới nào mà nó tương ứng với cái dòng suy nghĩ thường trực nhất của ta. Tôi kể cho chị nghe câu chuyện này, câu chuyện này dễ bể đầu gom lắm, chỉ cần đúng lượng nữa luôn. Là có một ông vua tên là ông vua đó, ông có bà hoàng hậu ở Paris, ông thương nàng bằng thương lắm, mà nàng ăn rồi là chỉ biết là ngồi trước gương thôi, trước gương để mà tô đẹp. Một ngày cái nàng mất sốt, vua đau đó, thời xưa đâu có cái kỹ thuật sắc ướp, cho nên vua không cho ai đụng tới cái xác của nàng, để cái di hài nó trong cung, mà mỗi ngày thì nó lại thay đổi rất là nhiều, nó bắt đầu nó chương trình, nó đổi màu, rồi nó có mùi, rồi bắt đầu nó ra nước. Thì vua thương mà vua biết làm sao mà vua được cách vua giữ lại rồi cảnh được. Thì lúc đó Bồ Tát là một vị đạo sĩ có thành thông, Bồ Tát rất gặp vua, Bồ Tát hỏi tại sao không đem cái xác đi để đi, nó chỉ hại người ta bị bệnh thôi. Thì vua nói vua thương không đành lòng, thì Bồ Tát hỏi vua thế này: ngài còn sống thì hoàng hậu có thương bệ hạ lắm không? Vua nói thương không thương, sao điều nó khổ như vậy? Thì Bồ Tát nói: ngài có biết rằng bây giờ trong lòng của hoàng hậu ngài không là cái gì hết, ngài biết, bởi vì nàng ra ngoài cũng không bỏ, sao thường không bỏ hôn. Tôi biết nói này gây sốc cho quý vị là có làm nhiều công đức mà lại rất đẹp, nghe kể không? Làm nhiều công đức bố thí trì giới thăng thì yêu thương bao dung vị tha độ lượng có trí tuệ có thiền định có chánh niệm, nhưng mà lại vẫn là thích đẹp. Thì sinh ra làm người đẹp, làm tiên đẹp, thích đẹp mà không có công đức thì chỉ lòng ông lòng đúng lòng sâu lòng hoa. Thích ăn ngon mà có đạo công đức thì sinh ra được ở chỗ giàu sang để tiếp tục ăn nữa. Thích ăn ngon mà không có đạo công đức là sinh ra chỉ làm những loại olivo rồi, olivo là những loại tạp á, nha. Rồi thích cơ bắp, thích thể hình, thích rong chơi, lặp thích tất cả trong 6 trần. Có thích trong 6 trần nhưng không tạo công đức thì ta sẽ đi về một cảnh giới mà nó tương ứng với cái thích đó. Có nghe kịp biết không? Thí dụ như bây giờ tôi giàu mà tôi có nhiều tiền thì tôi có cái đồ áo quần nữ trang, nó không giống một cái người con gái thích trang điểm mà không có tiền lắm vậy. Cho tôi nói này, tao không, ngày xưa ở Việt Nam tôi ở Miên, tôi ở với Miên thời gian, cô gái Miên là đã đen rồi mà lại đi ra nắng phơi nắng quanh năm bán lưng cho trời này. Tới mỗi năm tới lễ Trung Năm May là lễ Tết của họ đó, họ đi vô chùa đó, họ mặc xà rong vừa mới tinh này, rồi họ đánh phấn son, mà họ đánh từ đây đến lên chùa phút đi phút đi cùng đánh cái mặt nạ nó gây ra rồi nhìn nó kỳ làm sao, nó bỏ ra cái gì nó rớt rồi cái chân họ mang cái này kia, mà tôi nói nó phèn lắm cả lớp chứ mình không biết để mình cũng phải thấy nữa, vì nó sợ sợ nó bắt sao thấy. Nhưng mà đối với họ đó thì cái đó là hạnh phúc, bởi vì vậy là đẹp rồi, năm được đẹp mấy ngày. Còn cái mùi họ đi ăn làm kiếm gì hết, là bởi vì cái thứ rẻ tiền rồi cộng trọng với mồ độc với mồ hôi đó. Nhưng mà đòi hỏi là số 1 rồi. Nhưng mà bây giờ mình đang những cái thị trường quốc tế ở nước ngoài, ở thị trường Paris, London, New York cũng là mùi mỹ phẩm thì mình nghe nó sang, nó dễ thương hơn. Cái điều đó nó làm cái đường nghĩ rất là lớn, nghĩa là thích đẹp, thích thơm, thích sang nhưng mà có công đức thì nó không có giống với cái người thích đẹp, thích thơm, thích sang, thích ngon mà lại không công đức cái kịp hữu. Mà thế giới là người là đã khác, còn không là thích đẹp, thích sang, thích ngon nhưng mà lại không có công đức, đọa xuống một khổ nữa, làm những loài rất là lạ. Mình biết có những con bướm rất là sặc sỡ, có những loài chim rất là sặc sỡ, có những loài sâu bọ rất là sặc sỡ, thậm chí có những loài rắn độc kinh hoàng mà cái màu da nó rất là sặc sỡ. Tại vì sao? Thì có những loài cá dưới biển nó rất là đẹp, nó vì nó không đủ đức con người, nó mê cái gì thì nó sẽ xông về một cảnh giới tương ứng với con hướng tâm lý của nó nha. Cho nên do vô minh trong bốn đế mới tạo ra hai cái loại hành thiện và hành ác. Rồi do cái hành thiện và hành ác nó mới dẫn đến các cái tâm đầu thai. Nãy giờ tôi nói xa xôi nghiêng lào luôn mà mục đích của cái này, tức là khi mà anh tạo ra các hành thiện ác thì nó mới có những cái tâm đầu thai tương ứng thì cái tương ứng luôn. Ok, do có cái tâm đầu thai cho nên nó phải có danh sách. Danh sách ở đây là gì? Má ông đơn là thân tâm đầu đời, trong cái đầu đời nữa. Cái này quan trọng lắm. Rồi toàn bộ vũ trụ là 6 tầng của chúng ta, nhưng mà có những chúng sanh ấy, có người ấy thì thích 6 tầng, có người thì chỉ thích dưới 6 tầng. Nghe kịp chưa? Có người thích 6 tầng, có người thích dưới 6 tầng. Dưới là nghĩa là không đủ số 6. Yes. Tôi đã nói rồi, cái tâm nó càng thô chừng nào thì cái thích nó càng nhiều chừng ấy, mà thích càng nhiều chừng nào thì cái bất mãn nó nhiều chừng ấy. Đây là cái luật vũ trụ. Các bạn nghe kịp không? Tức là tôi nhắc lại, thích càng nhiều thì cái bất mãn càng nhiều, và cái tâm mà nó càng cao chừng nào đó, thì cái thích và lăng nhăng nó ít đi. Cho nên nó là thích. Do chúng ta làm thiện hay làm ác mà chúng ta có tâm đầu thai, nhưng mà chúng ta đầu thai bằng tâm nào tùy, bây giờ tôi nói chậm chút là điện lại, tùy thuộc vào tâm đầu thai nào mà kiếp sau sinh ra ta có đủ 6 căn. Có những cảnh giới sinh ra chúng sanh có đủ 6 căn, nhưng có những cảnh giới chúng sanh sinh ra không có đủ 6 căn. Tôi muốn biết mà tôi làm biết mà làm ơn cho tôi nói, tôi bị đi nói dần tối về nghe lại tôi quá lười. Bởi vì có 2 căn, một là tôi mỏi tay, 2 nữa là than biết mà than đọc cũng được. Có, tôi nhắc lại, tùy vào cái nghiệp thiện ác mà ta đầu thai vào cảnh giới nào, có đủ 6 căn hay không. Chấm. Có đủ thì không có gì để nói, nhưng mà dưới 6 căn thì có 2 trường hợp. Có trường hợp thiếu 6 căn là do nghiệp ác, có trường hợp thiếu 6 căn là do nghiệp thiện. Hiểu không? Thiếu 6 căn mà do nghiệp ác có nghĩa là sinh ra làm người khuyết tật. Nghe kể không? Thì tôi sinh ra mù bẩm sinh. Hiểu hả? Hiểu. Mù bẩm sinh, sinh ra mất cái khứu giác bẩm sinh, sinh ra thiếu cái thính giác bẩm sinh. Thì trong trường hợp này được gọi là thiếu 6 căn mà do ác nghiệp. Còn trường hợp thiếu 6 căn mà do thiện nghiệp là sao? Là do đời trước tôi tu thiền, tôi không có đam mê trong sắc thinh khí vị xúc, cho nên chết rồi tôi sanh về cõi Phạm Thiên. Trên đó mặt mũi tôi vô cùng đẹp trai, nhưng mà tôi chỉ có thính giác, thị giác và cái tâm thức thứ 6 thôi. Hiểu không? Thậm Thiên, tôi nói lại, Thậm Thiên mặt mũi họ y như mình vậy đó, nhưng mà họ, đối với họ đó là họ chỉ thấy, nghe và suy tư thôi. Còn đối với họ đó, cái chuyện mà ngửi mùi hay là nếm vị hay là sờ chạm êm ái đó là họ không có màng, họ không có khả năng hết. Mà không có đây là do họ không thích mà không có, chứ không phải là như chúng ta đã bỏ dục là có những người họ không có là vì do ác nghiệp. Nó hiểu. Nên đời này có nhiều gia đình mở cửa ra trong nhà không có chiếc xe đạp, đúng không? Nhưng mà có bao nhiêu lý do mà mình không biết có chiếc xe đạp trong nhà thì nó chưa thấy được. Nói rồi. Trường hợp 1 là không cần thiết. Trường hợp 2 không có tiền. Không tiền. Rồi bây giờ các vị thấy cả đời tôi có, bây giờ các vị thấy tôi có bông tay như việc tôi mặc của tôi hay không? Đó. Mà cái đó có phải do nghèo hay đâu? Quái. Không trời. Nhưng mà mỗi người con gái, một người con trai đến tuổi cặp kê mà không có khả năng sắm ba cái đồ yêu quái đó thì rõ ràng là nghèo thiệt. Nó nghèo thiệt. Mà ở nhà quê tôi còn biết chuyện cặp trời nó thương nhau quá mà nó không có khả năng mua nhận cho nhau, nên nó mượn cái việc. Yeah. Nó mượn thôi, nó đeo tùng lưng ta cái đám cưới xong xuôi rồi thì nó đem nó đã. Mà có cái chuyện cặp trời là có một cái cặp kia nó đi mượn một cái chiếc vòng thiệt là mỏng, nó đeo xong xuôi rồi chiếc vòng thì mất, thế là nó phải cầm cố nhà bách để mà nó trả nợ, nó mua, nó để nó mua cho bằng được chiếc vòng y chang vậy để trả bằng cái sắp y chang, là bởi vì nếu mà nó kiếm còn ra cái chiếc vòng y chang vậy đó thì người bạn sẽ nói là nó tham, hiểu. Cho nên vì tự ái, vì sĩ diện, vì mặt mũi cho nên hai người đã làm đủ cách để mua cái dòng y chang này một số tiền rất là lớn để đòi lên người bạn. Rồi hai chồng mình nó còn nhà cửa đi siêu về dạp xứ người tham hơn cầu thực 10 mấy năm sau mặt mũi gọi là má này không ra. Thì tình cờ một ngày kia trên đất khách gặp lại cái người bạn cũ mà cho mượn cái dòng đó, thì người bạn nói là tôi không ngờ hai chồng bây giờ cái mặt tôi giống như bọc như cống lên này. Nó đen, nó xấu, nó già lắm. Thì cái người lúc này họ mới nói thiệt, nó còn biết tại sao từ cái đêm định mệnh đó nghèo nha, tôi mượn bồ chiếc vòng đó nó mất, mà nói bồ thì nói với bồ nó mất thì bồ không tin, cho nên tôi đã cầm cố nhà bác quay mượn ngược xuôi để mà mua đúng cái chiếc vòng trả lại bồ. Thì con nhỏ bạn nó nghe vậy nó đưa hai tay lên trời kêu trời, nó chiếc vòng nó giả bố ưu. Mà từ ngày bố trả con về con có đụng tới nó đâu, nó có 20 xu đâu. Câu chuyện đó phải là câu chuyện cười mà đó là câu chuyện buồn. Tất cả chúng ta trong đời sống này nếu không có trí tuệ, không có chánh pháp thì chúng ta một đời đi cay để mà mua, để mà trả một món nợ không đáng. Cho nên lấy một người chồng người vợ không ra gì, đẻ được mày con không ra gì, cả đời làm trâu làm ngựa mà lo cho những người không ra gì, thì có đúng là chúng ta ở vào hoàn cảnh của cặp vợ chồng là hạnh phúc cũng quá đúng. Đi trong Phật pháp cũng vậy, bỏ một đời theo đuổi một cái pháp môn hành trì sai lệch mà cuối đời khi nhận ra của chúng ta chưa lấy, không còn thời gian để mà quay đầu lại nữa. Cái gì trễ được, cái gì mất cũng có thể tìm lại được, nhưng thời gian là thứ mất đi không bao giờ tìm lại được. Cho nên trong khi mới nói kalo pachimosada, thời gian luôn là cái cuối cùng. Hôm nay cái giây phút mà chúng ta gặp nhau ở đây bây giờ, hiện giờ là 10:15 ngày 21. Ngày mai này cũng 10:15 nhưng mà nó có phải là ngày 21 nữa không? Không. Cho nên trong kinh có một câu rất là hay. Tất cả trong đời này chỉ là similar but the same. Các hiểu không? Similar là gì? Nhưng mà the same là gì? Tất cả cái gì mà nó xảy ra trong cuộc đời này, từ tình cảm, gia tài, danh vọng, tiền bạc, tất cả những khoảnh khắc vui chơi đó, nó chỉ là similar the same. Có nghĩa là nó có thể giống cái kia nhưng nó không phải là cái kia. Do đó đừng nghĩ rằng là việc đó phải để từ sau làm đi, để mai làm đi. Không, chúng ta vốn dĩ không có nhiều thời gian để mà hò hẹn. Tôi nói cái này ra cho các vị vừa xả vừa đeo. Mỗi giây phút thời gian trôi qua là chúng ta đang bị đẩy về phía quan tài gần hơn một chút. Chưa hết cái đéo chưa đeo, cái này đeo. Có ai nó từng nhìn thấy người khác chảy máu chứ? Cái người bị trọng thương đó, tại sao họ lại uống nước? Bởi vì càng bị trọng thương đó, thì họ càng uống, mà càng uống thì nó càng loạn, mà càng loạn nữa càng mau đi. Cho nên chúng ta phải nhớ như thế này, từ lớp học này ra đi trở về nhà chúng ta nhớ rằng từng cái phút trôi qua là từng giọt máu cuối cùng của người bị trọng thương đã nhỏ xuống. Các bạn thấy tôi ví dụ như công khai quá không? Thế là nhiều quá. Tại gia tài của mình mỗi người đều có những ít máu. trung bình. Thì tôi hỏi các vị mấy lít như vậy là đủ để nó nhỏ giọt trong bao lâu, nếu nhỏ liên tục. Cho nên mỗi lần mà tôi cứ nói bài tôi nói người ta là niệm Phật, là người ta là breath meditation hoặc là niệm Phật, gọi là sitting meditation rồi walking meditation. Nhưng mà đi tôi có bài đó mình cãi nó là watching meditation. Chỉ watch là cái đồng hồ, mà watching là nhìn đồng hồ. Watching meditation có nghĩa là nếu không niệm Phật thường niệm đúng là nếu mà lòng phiền não mà nhắm niệm Phật mà niệm phiền, niệm con từ không xong, niệm hơi thở không xong thì biết đồng hồ, biết đồng thời gian nó một đi không trở lại. Có một vị thiền sư bên Korea trong chùa điện tử mỗi lần nó gây gỗ nhau nó chạy lên nó nhắc thầy, nó nói với con như vậy, con làm như vậy mà nó không vừa lòng, tập. Sư phụ không thèm giải quyết, sư phụ hỏi bây giờ mấy giờ rồi? Nó dẫn giờ 10 giờ 15 có gì sư phụ? Ủa kêu nó lên nha, không, để rồi. Buổi chiều nó nhắc lên mép, sư phụ hỏi bây giờ mấy giờ? Dạ bây giờ 4 giờ 10 giờ 11, để rồi. Cái đó là đừng tức quá tức đi. Mép cái gì? Sư phụ cũng hỏi giờ rồi, nó trễ rồi. Bữa đó nghe một lũ kéo lên cái học sư phụ. Tức quá rồi, nó nói bây giờ sư phụ làm ơn giải thích cho con. Tại sao sư phụ không có phân giải đứa nào phải mấy? Mà cứ lên nét sư phụ luôn hỏi giờ rồi, sư phụ nó trễ rồi là sao? Cái sư phụ nói mấy đứa nghỉ. Trong lúc mà xử cái đứa là thời gian nó qua 30 phút. Chúng ta luôn luôn ở trong tình trạng tôi thấy chứ. Nghe hiểu không? Mấy đứa có xua là mình không qua đêm nay hay không? Biết nói ngay kẹp. Cho nên khi mà mấy đứa lên nét sư phụ thấy bây giờ thằng Tèo xử thằng Tèo nó không phải, mà thằng Tí nó quấy đó, thì để làm cái gì? Khi mà thời gian nó một đêm không trở lại, câu chuyện nó nói với tôi rất thích câu chuyện là mấy giờ rồi. Khi được trả lời thì nói thêm một câu trễ rồi, trễ mấy phút. Cái đó rất là quan trọng. Chúng ta có quyền dễ vui, chúng ta có quyền hậu ở ví dầu, chúng ta có quyền lọc. Nhưng mà có một điều chúng ta nhớ rằng cái có quyền là tự mình cho mình thôi, chứ thực ra thời gian một đi cũng đã lại nhớ. Cho nên thứ nhất là do hành thiện và hành ác, cho nên chúng ta có cái loại tâm đầu thai nào, và chính cái tâm đầu thai đó quyết định là Du có đủ 6 căn hay không. Có nghe không? Danh sách do thức là tâm đầu thai đó, mở lên để tâm đầu thai luôn thì nó mới có danh sách đầu đời. Và danh sách đầu đời là gì, nó quan trọng lắm. Nếu tôi sinh ra ở cái cõi mà hữu dụng này, mà trong cái thân của cái loài trùng, của trùng đất, thì tôi có đủ 6 căn hay không? Các vị có biết con trùng đất nó chỉ có 7 neuron thần kinh não, từ thần kinh nó nghĩ đó trùng nó chỉ có 7 neuron thần kinh, cho nên nó không nghĩ cái gì hết. Nó có thấy mềm mà nó chọn thôi, nó có thấy mềm mà nó chọn thôi, nó không biết cái gì hết. Yeah. Cho nên mà chúng ta thì tới 100 tỷ mà nói cái 7 thôi. Cho nên là do hiện diệt thiện ác mà ta có tâm đầu thai như thế nào, và chính tâm đầu thai đó nó mới quyết định, nó mới cho phép Du có đủ 6 căn hay không. Các vị nghe kịp không? Và tôi đã nói rồi, cái chuyện có đủ hay không nó là do hai trường hợp. Trường hợp một là do thiếu phước, trường hợp hai là do ta không có căn. Xem chưa? Các vị nghe nhớ chưa? Rồi. Thì dầu do thiếu phước hay là do mình không cần, thì cả hai cái do này nó chỉ là tạm thời thôi. Tức là hết kiếp sống đó thì mọi thứ nó trở về như cũ. Nghe kỹ không? Tức là trước khi mà tôi sanh làm con trùng, trước đây tôi cũng từng thích thú trong 6 trần đúng không? Nhưng mà do kiếp này tôi không có tu hành, thích 6 trần tôi cũng tu hành hết, cho nên sanh làm con trùng. Sau cái giai đoạn làm trùng tôi sanh trở lên thì cái nghiệp tham ái ngày xưa tôi nó còn nguyên rồi, phải không? Tôi trở lên tôi lại tiếp tục có 6 căn nữa. Nhưng mà lần này thì do một cái phước nào đó trong quá khứ nó nhầm tụi nó trổ, cho nên từ con trùng tôi lên tôi sanh làm một công chúa, một hoàng tử. Cái biết gì nữa? Sáng nay tôi vẽ luôn cả thế nha. Trong cái dòng sanh tử lưng ngồi nó thâm thầm là dài như này. Đấy. Cái mỗi một cái chấm vậy là một kiếp sống. Thì cái kiếp này là tôi làm phước, cái phước nó sẽ trổ. Cái phước lành của tôi nó sẽ trổ quả ngay kiếp này. Rồi cái tội ác nó cũng trả ngay kiếp này. Rồi cái nghiệp đó thiện trả ngay đây, rồi nghiệp ác trả ngay đây. Thì kiếp này tôi biết tôi vẽ thấy các bạn hiểu không? Hiểu không? Có nghĩa là kiếp này tôi có thể không có tu hành gì hết, nhưng mà tôi tắt thở tôi vẫn sanh về trời. Là vì sao? Là vì cái cây măng cụt mà tôi trồng cách đây 18 năm đó, nó lại ra trái vào cái lúc mà tôi đang nghiện ngập, có hiểu không? Đã lâu rồi tôi không có đụng nó cây cuốc, nhưng mà cái cây măng cụt mà tôi trồng hồi 18 năm trước đó, bây giờ nó là những lúc đổ được đổ vào, cho nên tôi bán tôi sống sung sướng, tôi có măng cụt gạt đảo. Trong khi cái cô này là cũng xiên quần quật, nhưng mà khổ rồi, bà mới xiên này thôi. Nghe hiểu không? Cho nên 10 năm nay là ai cũng thấy bà này ăn rồi là ra ngoài giường đầu tắt mặt tối tần tảo, một nắng hai sương, 4 giờ sáng ra giường, 8 giờ tối mới vô nhà, mà chứ còn lỡ thì cũng không được. Là lý do là những thứ mà bà gieo trồng hôm nay nó vẫn chưa có nhận cái lúc. Còn tôi là tôi đã nghiện ngập 4 năm nay rồi, tôi là chỉ có ăn xong là tôi biết chích hút mì là tôi bò đó thế này. Nhưng mà phải nói là không biết tại sao mà vườn tôi toàn là sầu riêng, măng cụt trong mà con không. Vì sao? Là vì cái mà tôi trồng hồi xưa đó, nó đã nhầm lúc nó đổ rồi. Nhưng có một điều, sau khi tôi ăn hết cái đợt này rồi thì đời mình xong. Cái vậy không? Cho nên có nhiều người họ không hiểu, tại sao mà cái cha con không đồ mà tại sao để giàu quá. Đơn giản này, cái cũ cái mà cái nợ mà xưa người ta vay trả bây giờ người ta trả, người ta đó là nghiệp á, mình gieo hồi xưa giờ nó nhận trả. Cho nên do chúng ta tạo các cái nghiệp thiện ác mà chúng ta mới có cái tâm đầu thai. Đúng ra cái này nếu có thời gian trong việc học tâm đầu thai nó có nhiều loại. Tâm đầu thai sanh về cái cõi khổ, tâm đầu thai sanh về cái cõi vui, vui mà vui thấp, có nghĩa là cái cõi vui mà có liên hệ đến sắc thân kiến vị xúc. Rồi cái món loại tâm đầu thai mà sanh về cái cõi chỉ có thiền không, nghe kịp không? Thì tùy thuộc vào cái nghiệp mình tạo. Ví dụ như bây giờ tôi cũng ngồi thiền mà tôi chỉ thiền thì niệm Phật không đó, thì tôi rất là sanh về khổ dục thôi. Bởi vì cái đề mục đó nó không dẫn đến các cái chuyện mà sơ nhị tam tứ thiền nhé. Còn nếu mà tôi bây giờ mà tôi bố thí, tôi phục vụ, tôi giúp đỡ láng giềng lập thì tôi chết rồi tôi cũng chỉ sanh bổn cảnh của dục. Còn nếu mà tôi có đắc thiền ấy, tôi đắc sơ nhị tam tứ thì tôi chết tôi sẽ không về các cõi thiền, các cõi thập thiên, sống lâu hơn nhưng mà trong đó không có hưởng dục. Và tôi nhắc lại chuyện rất là quan trọng. Đối với thập thiên họ nhìn mình mà ăn ngon, mặt đẹp mà sung sướng, họ nhìn mình giống như mình nhìn mấy cái con trọ sư tử mà nó ăn sống vậy đó, họ nhìn con cái cơm nó sắp chết vậy đó. Có nghĩa là họ không phải coi thường mà họ thấy thương, mà họ cũng nói theo ngôn ngữ của mình ấy, là thấy gớm, tại vì đối với họ cái đó nó kỳ lắm. Vì trong kinh nói thế này, cũng là các cõi dục mà cõi dục thấp thì cái tình yêu nam nữ nó khô hơn cái trên. Ví dụ như có 6 cái cõi trời dục giới, ở 2 cõi thấp nhất ấy, thì tiên nam tiên nữ yêu nhau theo cách của nhân loại. Nhưng mà ở các cõi tiên cũng dục giới, nhưng mà các cõi cao hơn, bắt đầu từ cõi đạo ngang, nam nữ yêu nhau mà ở cái giây phút cao trào ôm nhau buông ra là xong. Cõi cao hơn là cõi Đấu Sức và Bồ Tát ở, nam nữ chỉ nắm tay nhau, thương quá, thương lúc mà cao điểm mà nắm tay nhau là orgasm, có hiểu không? Lên cõi cao hơn một chút đó là cõi Hóa Lạc Thiên, thì người ta chỉ cần nhìn nhau người ta cười thôi là orgasm. Lên tới cõi Tha Hóa Tự Tại, người ta chỉ nhìn nhau không cần cười là orgasm, hiểu không? Yeah. Rồi qua khỏi cái tầng đó lên tới cõi Phạm Thiên thì không có khái niệm nam nữ nữa, chung như tôi là giống nhau. Yeah. Vì sao vậy? Là vì cái, trong kinh có những cái lượng rất là lạ mà tôi đọc hồi xưa tôi thấy lạ thì tôi rất đọc lắm. Cái chỗ đẹp nhất, tốt nhất trên thế giới này chỉ dành cho những người mà không thích gì, thích càng ít đi càng xa. Biết nghe kịp không? Tức là mình đam mê quá nhiều thứ. Bây giờ tôi tụng kinh niệm Phật, bố thí phục vụ cộng đồng thiện nguyện, giúp mấy cụ ở đó sinh ra mấy em mồ côi ở Việt Nam, ở Lào, ở trong tôi biết là tôi làm phước gì đó, nhưng mà tôi không thích được kiếp sau ra được vậy. Khi mà tôi cầu nhiều quá thì tôi đi không có cao. Vì sao? Vì theo mô tả trong kinh, con vịt nó không bay được bởi vì cái lông cánh của nó so với tỷ lệ với số thịt của nó, mà có những loài chim nó bay một ngày có thể mấy trăm cây số là vì cái tỷ lệ dưỡng thịt và lông của nó hiểu chưa? Dung tích càng nhiều thì cái thịt mỡ của Dung nó càng nhiều thì Dung bay cũng mới lạ. Nói nghe hiểu không? Từ từ mình học mình hiểu nó để nó đảm bảo vậy. Cứ là anh làm các nghiệp ác anh bị đỏ là đúng rồi, nhưng mà ngay cả lúc anh làm các hành lành mà lòng anh quá nhiều cái ước mong đó thì lúc bây giờ anh nhớ là anh đang đầu tư thịt mỡ và hạn chế lông trắng. Rồi các vị biết rằng cái cấu trúc sinh học của cái loài mà bay giỏi nó cũng giống cái loài mà đi làm đất, các vị biết cái đó không? Các vị học tiếng Mỹ các vị biết tiếng lem đất là dạ, lên là đất là nó chỉ ra cái tình trạng là bất lực á, tình trạng không làm được cái gì đó. Thì ở đây đó là chúng ta chỉ là những con vịt tàu khá lắm đó là vịt trời, tức là một ngày bay được vài lần, còn mà vịt nhà là miễn bay. Cái này các biết biết không? Còn như trên cánh còn nhát nữa, và rất như là nhiều người Phật tử mà tôi biết cũng mong giải thoát rồi mong được về cõi Phật Thiên rồi ngồi thiền cũng liên nhiên bla bla bla, nhưng mà ngồi kỹ là to trên cái cổng không là bởi vì họ u men quá nhiều làm sao bay. Có những câu chuyện rất là đào lao mà tôi nhớ hoài là có một con chuột phố và một con chuột nhà tình cờ nó gặp nhau trên đường. Con chuột nhà nó thấy con chuột phố ốm quá đi, nó nói bây giờ thôi ở ngoài đường không có gì ăn thôi, nhà tôi được bệnh, ông chủ cũng được lắm thôi, mồ về chia cho bộ mớ thì dắt về nhà còn ngủ mất. Thì nó mới nói thế này, ăn ít thôi để ông chủ đừng biết thì mình còn ăn hoài. Đàn này nó khác lỗ to đùng, nó chung vô nó ăn sạch xong rồi cái lỗ nó to quá nó chung ra được. Thế là chủ về giết nó và mình biết từ đó sau là chủ không còn để mấy con ngủ mất mình trong tình trạng dễ dãi nữa. Cái câu chuyện là cái việc tào lao của tôi bài viết, nhưng mà tôi lại xem nó chính là cái bài học tu hành của mình. Một cái người mà tích lũy quá nhiều cái ước mơ hoài vọng nha, có quá nhiều cái mong mỏi thì không cái cơ hội mà thoát thân nó ít đi, cái việc kịp cơ hội thoát thân nó ít đi. Tôi còn nhớ trong kinh kể một câu chuyện đến Himalaya, nó có một cái bộ tộc rất là lạ, đó là người ta bắt khỉ bằng cách là cái đó một loài khỉ nó bắt trước. Cho nên người ta bắt khỉ này bằng cách mình nó đóng những cái hộp, người ta để có thức ăn trong đó, người ta thò ra vô đó, người ta lấy cái hộp và mình nhai ngon ấy. Thấy nó là cái gì họ làm cho nó coi, họ vô lấy ăn xong rồi bỏ đi, họ thấy nó thích lắm, có đậu đợi nó xuống, rồi cũng họ đợi cho nó lấy ăn rất là ngon. Nhưng mà họ đợi cho nó ăn lần thứ hai thì họ mới xuất hiện, họ la lên. Thì lúc đó nó bối rối, nó không biết rằng chỉ cần nó buông cái trong nắm tay thì nó rút ra được, nghe hiểu không? Nhưng mà vì nó lại khỉ cho nên nó muốn rút tay, nhưng mà nó tiếc cái này nghe không? Nó không đủ thông minh để nó hiểu rằng là muốn lấy cái tay ra là cái tay nó phải như thế nào. Và đằng này là nó cứ tiếp tục nó giữ tay trong cái tình trạng này này. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta muốn tu hành giải thoát mà chúng ta cứ nóng lên thế này thì bà cố cũng phải giải thoát mà đó là sự thật. Ngày xưa khi biết đạo chúng ta coi danh lợi bạc tiền nhan quyền lực quan hệ xã hội bla 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 là quan trọng. Bây giờ biết đạo rồi chúng ta thấy mọi thứ là phù du, là hư ảo, là bong bóng, là phù phiếm. Thế là chúng ta phải cái tập trung những giá trị tinh thần, đó là bố thí, trì giới, thiền định, học hỏi, giáo lý, làm học làm. Nhưng mà có một điều, ngày xưa mình thấy mình đẹp nhất chùm, giàu nhất chùm, mạnh nhất chùm, bây giờ mình thấy mình trí tuệ nhất chùm. Có nghĩa là ngày xưa mình chắc một cái khác, bây giờ mình chắc một cái khác. Mà đã nói chắc thì có nghĩa là sao? Nghĩa là có điểm nhớ con khỉ. Cái nguyên tắc hoạt động căn bản của con khỉ này là trèo là truyền. Cái chuyện đầu tiên á, là nó muốn bỏ cái nhánh A nó lên nhánh B thì phải làm sao? Nó phải mua cái nhánh A nó mới chụp cái nhánh B được. Còn hễ nó không mua cái nhánh A thì tay nào mà nó chụp cái nhánh B đấy. Đó là ngay cái chuyện con khỉ mà Phật tử còn nhát tiêu được các bạn. Yeah. Cái tu đi con khỉ đó, có nghĩa là nó muốn đi từ đất nó lên trên ngọn á. Chuyện đầu tiên là nó phải truyền, nhưng mà muốn truyền thì nó phải biết lúc nào cần mua và lúc nào cần nóng. Ngày hôm qua tôi nói tu là phải buông, nhưng muốn buông thì phải học thuộc lòng cái cách buông. Về thắc mắc tại sao không khi buông mà giờ bạn phải thuộc lòng thì buông. Bây giờ hiểu chưa? Có hiểu chứ? Tu là phải buông, nhưng mà buông đó là có tích chứ. Người ta sợ mình quên, người ta nói này, muốn buông thì phải nhớ cái cách buông nào nó thông minh. Thế là ta bài mình mà ta sợ mình quên là phải này nhớ vậy đó. Tức nó không kêu mình là tu phải buông mà giờ ta sẽ bắt mình nhớ. Vậy nó mới dẫn chứ. Bây giờ tại sao mình đi 80, sống thêm 81, khổ thêm 5 nữa. Rồi, cho nên nhớ cái này. Thế giới là thật ra nó là phù du, nhưng mà sẽ nghĩ mà chúng ta mòn hoài là vì chúng ta không thấy nó là phù du. Mà cái không thấy nó có một cái tên rất là mỹ miều, đó là vô minh. Chính vì nó là vô minh cho nên chúng ta mới có đầu tư các nghiệp thiện ác. Đứa giỏi thì nó đầu tư thiện, đứa dở thì đầu tư cái ác. Mà chính vì có thiện ác cho nên nó mới có tâm đầu thai. Và do nó đầu thai kiểu nào cho nên nó mới có mặt trong cái cảnh giới nào, có đủ 6 căn hay không, được chưa? Đó là lục nhập. Rồi do có cái danh sách đầu đời nó mới, tôi nhắc lại danh sách đầu đời đây là những cái thành tố tâm sinh lý đầu tiên của kiếp sống. Ví dụ như tôi về cõi này là Phúc Tông thì tôi không đủ 66 căn đó. Mà nếu tôi về cõi này nè, đầu thai về cõi này mà tôi là con người, mà con người tận nguyên bẩm sinh thì tôi cũng không đủ, đúng không? Yes. Như vậy thì do danh sách nó mới có đủ lục nhập hay không? Bây giờ bắt đầu đi về sau là như vậy rồi. Do lục nhập tức là do 6 căn ấy, cho nên nó có lục xúc. Xúc đây tức là 6 cái sự hợp mặt. Nhiều người hiểu lầm cứ tưởng xúc đây là touching, kể cả cái bản tiếng Anh cái nhiều chữ mà xài cũng như chữ touching, thật ra cái xúc đây nó là gathering. Gathering là cái sự gặp nhau, cái sự kết hợp. Gathering là sự kết hợp với cái gì? 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. 3 cái 6 này cộng lại là 10, 18. Thì 3 cái này nó gặp nhau nó được gọi là xúc. Có nghĩa là sao? Có cái để nhìn mà ta không thèm nhìn thì có thể thấy được không? Ừ. Rồi, ngộ. Có cái để nhìn mà ta không muốn nhìn nó thì ta có thấy được không? Yeah. Rồi, có cái để nhìn ta cũng muốn nhìn nhưng mà ta không có cái phương tiện để nhìn, ta nhìn được không? Cho nên trong kinh nó nói để làm xong những cái việc nhìn thấy đó, để nhìn thấy một cái gì đó nó phải có tối thiểu minimum là 4 điều kiện. Một là có cái để nhìn, thứ hai là phải có cái thần kinh thị giác tức là phương tiện nhìn, thứ ba là phải có điều kiện ánh sáng thích hợp, thứ tư là phải có sự chú ý, tối thiểu dù tích tắc cũng phải có một chút chú ý. Bởi vì các vị có đi đó ai đi trường cái này ra chưa? Mình lo nó con thế này, mày chồng đi nghe mình thấy chồng ba không rồi, thấy kẹp không? Mà đất nợ nó có không? Cái đi đó này nè, ở trên chưa nó đi lên nó chưa tới đâu, mà cái đường của mình cứ tạo luôn, mình cứ nó đi lên thôi mà, đi lên mình đi lên nè. Mình thấy đi lên, mà đối tượng phải đi lên ghê. Thật ra nó đã có trước mắt mình rồi mà mình không có đuôi. Có nghĩa là phương tiện thấy có, đối tượng thấy có, điều kiện ánh sáng đầy đủ. Nhưng mà nếu cái thứ tư thì không có sự chú ý, không có attention, không thấy được nha. Cho nên trong kinh nói rằng khi mà hành giả có học giáo lý rồi hành giả mới thấy để làm một việc rất nhỏ trong đời sống đó là để nhìn thấy hay để nghe được một cái gì đó nó đòi hỏi đã vô số thiên nhiên rồi. Cho nên thì 3 cái căn nghĩa là thần kinh rồi cộng với cảnh và cộng với cái biết. Cái biết đó được gọi là piano wing á, ngày qua là cái tâm đó. Thì 3 cái này nó gặp nhau mình gọi là xúc. Do đầu thai bằng mong nào mà chúng ta vào cảnh giới nào, do vào cảnh giới nào chúng ta có đủ 6 căn hay không. Mà giả dụ như chúng ta chỉ có 6, trong 6 căn thì chúng ta có đủ 6 căn thì chúng ta có đủ 6 xúc. Nhưng nếu chúng ta chỉ có 3 căn thì chúng ta có mấy xúc? Có 3 xúc thôi. Yeah. Rồi bây giờ tiếp theo 6 xúc nó dẫn tới 6 thọ. Thọ là gì? Không bao giờ có chuyện mà 6 căn chúng ta nó ghi nhận 6 trần mà chúng ta không có feeling, chỉ đó không bao giờ có. Nghe kể không? Ví dụ siêu nhiên nó là một cái gì đó, nó là cái bắt buộc phải có. Tức là mình nhìn cái gì đó mình phải có cảm giác dễ chịu hay khó chịu, bắt buộc chứ không cảm nào không có nha. Giống như bây giờ mình la lưỡi, mình uống nước, mình la lưỡi, mình ăn ớt, la lưỡi, mình ăn chanh, hay la lưỡi, mình ăn muối, hay la lưỡi, ăn đường, thì không thể nào mà nó không có cái biết, không có thể nào không có cảm giác. Cái cảm giác của lúc mình ăn muối, ăn đường, ăn chanh, ăn lắm gì đó thì không thể nào không có. Thì cái cảm giác đó được gọi là thọ, là thiếu linh. Và theo cái trình tự này mình nhìn nó mình cảm giác giống như là lục căn có trước, rồi sáu xúc có sau, đúng không? Nhưng thật ra nó một lúc, có nghĩa là ngay lúc nào mà mắt mình thấy thì ngay lúc đó mình có nhãn xúc, không? Và ngay lúc nhãn xúc có mặt thì lúc đó là nhãn thọ cũng có mặt. Nhãn thọ là gì? Nhãn thọ chính là cái cảm giác khi mắt nhìn thấy, đừng gọi là cảm thọ. Tại vì trong chúng tôi bình thường, tôi vô qua xe định, hồi sáng tôi nó lạnh, tôi cái gì mặc được tôi mặc. Khi mà 6 căn mà nó cộng với 6 tầng ấy, thì có người đó là phiền não, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi trường hợp thứ hai là do vô minh trong 4 đế, cho nên đó, trường hợp 1 là khi 6 căn tới 6 tầng thì ta có phiền não. Trường hợp 2 là phải lặp lại nha, do vô minh trong 4 đế mà khi 6 căn cộng với 6 tầng thì người ta có cái tâm thiện dục giới. Tâm thiện dục giới là sao? Tâm thiện dục giới là cái tâm thiện mà của những người còn thích thú trong sắc thinh khí vị xúc, được chưa? Rồi thứ ba là cũng là do vô minh trong 4 đế, nên khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần thì có người họ cao hơn bậc, họ toàn là tâm thiền, đúng chưa? Rồi cái thứ tư là vô minh ít thì nó dẫn đến cái phiền não ít. Cái vô minh mà nhiều thì nó dẫn đến cái phiền não nhiều. Chúng ta là phàm phu, chúng ta chưa có biết gì về bốn đế. Cái biết của mình hoàn toàn cái biết về lý bằng lý thuyết, cái biết qua một chữ, cái biết do những gì mình nghe, mình đọc, mình suy nghĩ, tưởng tượng, suy diễn và lý luận nha. Cho nên cái tham sân si của chúng ta 100% nguyên vẹn, không sức mẻ gì hết. Còn đối với những cái bậc thánh mà hữu học như là Cung Đầu Quờ, A La Hán chẳng hạn, thì do họ đã hiểu tứ đế là gì nhưng mà chưa hiểu rốt ráo, cho nên họ cũng còn phiền não. Nhưng mà cái phiền não của họ nó chỉ, ví dụ như họ có tham thì cái tham của họ nó không có gắn liền với tôi và của tôi. Các bạn nghe kịp không? Các bạn nghe các bạn thấy không hiểu không? Thế nào tại sao tham mà có tham chung với tài kiến, mà tham cũng có chung tài kiến mà sao mình không hiểu? Ông bác sĩ là cái giò, bác sĩ là người dân cái giò. Một anh không biết chữ có thể thích ăn chả giò không? Nhưng cả hai anh ấy ăn cái tâm trạng giống nhau. Thấy rồi em ạ. Đừng có sao nói danh luôn, chỉ nói giữa nhà quê đi. Ông bác sĩ có thích cũng có thể thích ăn chả giò. Anh không biết chữ cũng có thích ăn chả giò, nhưng mà ông bác sĩ cũng ăn á. Ông biết rõ là cái này nó ngọt. Thôi nói chả giò nhiều người cũng biết, nói cái khoai tây viên cho nó dễ. Các bạn biết khoai tây viên nó độc kinh khủng không? Có biết thì cảm thấy thôi. Độc kinh khủng, nó độc đến mức mà nếu mà tôi có con á thì con tôi nó đụng cái đó đối với tôi nó gần như hút thuốc, thì các bạn biết không? Yeah. Cái khoai tây chiên nó độc dữ lắm. Mà Mỹ biết, Việt Nam không biết mới ghê. Ở trong kinh nói vô minh nó có ba: một là không biết cái đáng biết, hai là hai là biết cái không đáng biết, và ba là biết nửa vời. Mà Việt Nam ta có cao đẳng, tức là cái cần biết thì không biết, biết toàn cái tào lao. Ví dụ như là cái gì bắt chước Tàu là sừng tê giác nè, yến nè, rồi nhung nè. Tôi nói thiệt nha, mấy cái đó là tôi không có cách niệm thông tin ta có đủ ý hết. Cái này cái sừng đây giá nó chỉ là keratin thôi, các biết gì đó không? Ở đây ai biết keratin không? Keratin là sừng tóc nhá, không có gì hết. Rồi bắt trước người ta là ăn yến ăn xong, tôi nói thiệt cái hôm qua tôi nói rồi, hãy ăn cái đồ bổ sung chứ đừng có ăn cái đồ bổ dưỡng. Bổ sung có nghĩa là cái đồ mà mình thiếu thì phải nhậm nó vô, còn cái đồ bổ dưỡng là mình không có xua là mình cần cái đó, mà những đó người Việt Nam không biết. Cho nên tôi nói cái này, ông bác sĩ cũng có thể ăn khoai tây chiên, người dốt đặc cũng có thể ăn khoai tây chiên, nhưng mà cái dạng khoai tây chiên mà có hiểu biết đó, anh ăn mà cái công đạn nó không, tao gọi là không có thật hiếm, anh ăn mà không có coi nó là điền tâm. Gia đình bác sĩ ngay cả tôi bí thì tôi cũng ăn, nhưng mà tôi buồn vì tôi sợ lắm, tôi nói thì tôi rất là sợ. Ngay cả cái dầu ô liu, không ít người Việt Nam cứ đè cái dầu ô liu ra mà bỏ vào chảo, mình nó đọc kinh khủng. Ô liu tốt nhất là chỉ ăn sống thôi, ô liu làm nó nóng làm nó vậy kinh khủng mà hầu hết bà con mình không hề biết. Cho nên tôi lời nhà tôi nghe họ chiên mà tôi biết tôi ô liu hả cô, có nói dạ phải, xem là bắt đầu tôi ăn xuống tinh thần liền. Nó xuống tinh thần liền, tại sao nó xuống? Là tôi biết cái ô liu không có nên làm náo nha. Cũng vậy, vị thánh tu đầu vờn khi họ hiểu quốc tế là gì, dầu chưa phải là A-la-hán, dầu chưa có diệt trừ 100%, nhưng mà cái cách mà họ ăn uống sinh hoạt trong kinh mô tả giống như một người mà người trưởng thành le lưỡi liếm mặt trên lưỡi dao là sao? Họ lúc đó họ có biết mặt nó ngọt không, nhưng mà họ có đam mê 100% không? Quái vừa liếm vừa run nha, vừa liếm vừa run là bởi vì họ biết cái lưỡi dao này lưỡi dao số linh kinh rất mà nó đứt người khác là làm cái áo luôn á nha. Cho nên cái vô minh, do vô minh trong bốn đế mới có phiền não, mà do vô minh trong bốn đế mới có tâm thiện ác. Cái vụ này quan trọng kinh khủng nha. Vì sao? Vì tại sao tâm thiện mà vẫn phải do vô minh tác động? Vì tâm thiện chính là cái tâm thích trồng hoa trong tủ, còn tâm bất thiện là cái tâm thích xả rác trong tủ. Mà dầu trồng hoa hay xả rác đều là trong tù, chỉ có cái tên nào không biết tù là gì nó mới thích làm hai cái chuyện đó trong tù, vì muốn làm hai chuyện đó dù phải trong tù. Cái kiểu không? Cho nên rất là quan trọng cái đó. Cho nên là đối với phàm phu nói chung và thánh hữu học nói riêng, thánh hữu học và phàm phu do không hiểu tứ đế hoặc là hiểu vô rốt ráo, cho nên mới có cái chỗ trống cho tâm thiện và tâm bất thiện nó xuất hiện. Còn khi vị A-la-hán họ hiểu rốt ráo, vị A-la-hán hiểu rốt ráo bốn đế, thì vị đó không còn có cái lý do tâm lý, không còn đủ cái điều kiện tâm lý để mà có thiện ác nữa. Nhưng mà bây giờ vị đó không còn thiện ác, vị đó sống trong những ngày mà trời chết thì vị sống bằng cái tâm gì? Tâm vô ký. Dạ, bây giờ nghe hiểu chưa? Như vậy tâm vô ký có hai loại tâm vô ký. Một đơn là không tạo quả thiện ác. Cái tâm vô ký phải định nghĩa tâm vô ký là cái tâm không có tạo quả thiện ác, đúng chưa? Tâm vô ký có hai loại. Một, tâm là hén dùng thay thế tâm thiện, đúng chưa? Thứ hai là cái tâm quả thiện ác, có hiểu không ta? Tâm vô ký rồi tất cả tâm. Bây giờ tôi nói chậm để có thể nghe, chứ bây giờ nhìn cái mặt quý vị bắt đầu héo rồi. Tất cả tâm, thôi thì nó nói cho thêm cái nữa. Mỗi chúng sanh gồm có hai phần, thân và tâm. Thân thì gồm 4 đại và 24 xứ từ đó mà ra. Còn tâm thì trong trường hợp này sẽ có 3, đó là tâm thiện, tâm ác và tâm vô ký. Tâm thiện là sao? Là do vô minh trong tứ đế nhưng có còn chút trí tuệ, cho nên người ta mới làm các việc lành, đó gọi là tâm thiện. Còn tâm ác là sao? Là cũng do vô minh trong bốn đế nhưng vì thiếu trí tuệ cho nên người ta đi làm thiện ác, được chưa? Đó là tâm thiện tâm ác. Có loại tâm thứ ba, đó là tâm vô ký không thiện không ác. Thì cái tâm này nó gồm có hai loại. Loại thứ nhất đó là cái tâm mà Vị La Hán dùng để thay thế cái tâm thiện. Vị La Hán đâu còn ác nữa, dĩ nhiên nó là thiên mệnh đó. Nhưng mà bây giờ không còn tâm thiện nữa, nhưng mà Vị có còn thiết pháp nói đạo, có còn thiết đỡ chúng sanh không? Nhưng mà bây giờ tâm thiện không còn, vậy phải dùng tâm gì? Dùng một cái tâm mà nó có đủ những cái good factor hôm qua đó, nhớ không? Cái gì không? Cái tâm mà nó có good factor nhưng mà trong cái còn nhớ hôm qua cái 13 cái neutralization nhớ không? 13 rồi 14 cái ác, 25 cái thiện đó, thì Vị A La Hán thì không còn cái này, đúng rồi phải không? Nhưng mà bây giờ Vị A La Hán có còn xài cái này không? Còn chứ, cái này không thiện ác mà. Nhưng mà Vị Đức cũng có 13 cộng với 25, nhưng mà như vậy nó khác nhau cái gì? Nó khác nhau ở một chỗ là trong cái 13 này nó có một cái tâm sở nó tên là Vedana. Ở trong cái 13 đó, ở trong cái 13 này nó có một cái tâm sở tên là Vedana. Mà cái Vedana của vị thánh A La Hán nó không giống cái Vedana của những hạng chúng sanh còn lại ở chỗ nào. Là cái người nào mà còn vô minh trong tứ đế, cái này tôi nói thiệt là trọng nha, người nào còn vô minh trong tứ đế thì trong số 13 này nè, cái Vedana mà trong số 13 này nè, cái Vedana đây nó nói là gì? Nó là chủ ý, nghe kịp không? Thì khi mà quý vị còn có vô minh trong tứ đế thì mỗi lần quý vị làm việc thiện hay ác, cái Vedana đó nó hướng đến cái chuyện sống tử, nghe kịp không? Cái Vedana này nó chính là investment. Nhưng mà riêng Vị La Hán thì không. Vị La Hán cái Vedana này nó nói chuyện nghĩa là mean là cái gì? Phương tiện thôi. Các vị nghe kịp không? Cái hũ mật của mình ấy, có một kiến nó bò vô, mà bây giờ mình đưa nó tay vô mình lấy thì cũng mang nó to quá, mình kiếm lại cái cây que gì nhỏ vậy đó, mình nhích nó ra. Thì cái cây que đó đối với mình nó có phải là cái vật đáng giá không? Và con kiến nó có phải là phần cái gì thân thương không? Nhưng mà bây giờ tạm thời mình lấy lại cây que mà mình thấy không dơ lắm đó, thì bất cứ việc nào làm nào của chúng ta cũng cần đến cái Vedana hết. Cái Vedana là chủ ý mà. Nhưng mà cái Vedana của người mà còn vô minh trong bốn đế thì cái Vedana đó nó mang cái ý nghĩa là đầu tư tái sanh, đầu tư cái quả báo, nghe kịp không? Còn nói về Ngài cũng mới thuyết pháp, nhưng mà tại vì không thuyết không được Ngài mới thuyết, nghe kịp không? Đối với Ngài im lặng làm vàng nên chỉ nói cái gì quý hơn vàng. Quá cần, tức là nó cần thì phải làm, không làm thì không được biết. Đối với Ngài im lặng là vàng, cho nên chỉ nói cái gì quý hơn vàng. Cho nên tâm vô biết là gì? Tâm vô biết có hai điều đó. Một là cái tâm mà La Hán dùng thay thế cho tâm thiện, thấy không? Thấy chưa? Mà ngay cả La Hán khi mà tu thiền đó thì họ cũng không có tu bằng cái tâm thiền trong Phạm Phu. Vì cái tâm thiền của Phạm Phu á, tâm thì nó phải có 13 cái. Thì cái tâm thiền của Phạm Phu á, nó phải có cái Vedana. Của Thánh cũng có Vedana. Mà quan trọng đó, mà cái Vedana đây nó là cái không giống. Mình hiểu Vedana thì nó là không giống. Nhưng mà có nghĩa không thấp không? Thì cái Vedana trong 13, hễ có tâm thì phải có số 13 này, đúng không? Mà hễ có số 13 thì phải có cái Vedana này. Nhưng mà cái Vedana của mình là cái hột giống còn sống, còn của vị A La Hán là hột giống đã bị luộc. Ở đây các anh thấy hột thóc chưa? Các vị biết có người họ dùng hột thóc để họ xé ra, các vị biết không? Dùng để cạn răng á. Thì vị A La Hán đối với vị đó cái Vedana nó dùng để cạn răng ra. Còn mình là những nông dân cần cù, mấy hột thấy hột đều ra rụng liền. Bởi vì một hột nó sẽ ra tới cả tâm hột, đúng không? Đó là hột vô. Còn vị A La Hán thì cái hột thấp của vị A La Hán cầm đã bị luộc rồi, nhưng mà tại sao ông dùng để uống trà đó, uống trà nhiều quán tóc, các vị nghe kịp không? Không phải đùa đó, tôi đang ví dụ rất là chính xác đó. Có nghĩa là đã có tâm thì phải có 13, 14, 25. Nhưng mà nếu là thánh thì không còn số 14 nữa, đúng không? nhưng mà có 1 triệu. Như vậy thì nếu không có 14 ngày còn phải 38 không? Nhưng mà cái 38 của Ngài không có giống với 38 của mình là vì sao? Là vì ở trong đó có cái hột trên nó ra bị luộc rồi. Mà mình đi đầu thai của này của kia là do cái ông thần của kia ta ra đó. Rồi đi làm nước chứ sao được đẹp, được như giỏi, to vào kia ta ra đó. Yeah. Mà trong khi cái hột này của Ngài đó chỉ được dùng để làm để ra đó khác. Tức là làm việc thì phải có cái chú ý. Quét này, bữa nay có khách tới quét thì tặng tôi được, chứ còn tới dơ cái này cũng quét, rồi cái này vô trong cầu cái cầu dơ cái này được, cái này có khách mà dầu một mình cũng thấy cực kỳ cọ lắm, cái kỳ cọ em chỉ làm cái đó thôi chứ em nghĩ thêm, còn mình với mình còn đứa nghe còn đứa cầu chứ sao cầu ra hiểu không? Mình á, mình ra. Xin phép ở đây thì thầy có cái dạy là tâm của bậc thánh các vị La Hán cũng như của Đức Phật không có tạo quả. Thì đối trong mình đi hành tái kinh thì mỗi một ngày thờ khóa Đức Phật và các vị La Hán đều có thực hành thiền. Như vậy thì cái việc nếu mà không tạo quả thì cái việc thực hành thiền tại sao các ngày còn tiếp tục? Ngày cho mỗi ngày tiếp tục. Có người hỏi Đức Phật, có người hỏi Đức Phật vậy không? Dạ, đây là có người hỏi Đức Phật cái pháp nào mà quan trọng nhất để một cái người cầu đạo giải thoát thường xuyên sống trong đó, nghe hiểu được không? Cái người mà cầu đạo giải thoát họ phải thường xuyên sống những cái gì? Cái Phật Ngài dạy rằng đó là tứ niệm xứ. Cái ông hỏi thêm Phật Thế Tôn, vậy một vị đã đắc A La Hán rồi thì vị được cái tâm tư mình thường xuyên sống trong cái gì? Thì gọi là tứ niệm xứ, hiểu không? Thì ông mới hỏi thêm vì sao chưa có tu thì sống trong tứ niệm xứ, mà tu rồi lại dụng tứ niệm xứ là sao? Tôi còn trả lời câu này, chưa có tu á mà vẫn chưa có tu mà phải tứ niệm xứ vì không có con đường nào tốt hơn, mà đã A La Hán rồi vẫn sống trong tứ niệm xứ vì không có chỗ ở nào tốt hơn. Hiểu không? Hiểu gì vậy? Có hiểu không? Khi chưa có thành thánh thì vẫn phải sống trong tứ niệm xứ vì không có con đường nào tốt hơn. Thành thánh rồi vẫn tiếp tục sống trong tứ niệm xứ vì không có cái chỗ ở nào tốt hơn. Ai có thể khác hay không? Tôi từ ở trên Đà Lạt xuống tôi không có nhà, tôi phải đi cái chiếc xe AV, phải AV luôn, cái AV là cái chiếc mà thì từ Đà Lạt xuống tôi có chiếc đó thì tôi phải đi chiếc đó đúng không? Rồi xuống cái này tôi không có nhà bà con, cho nên tôi nên ngủ đâu. Ngủ đó là ngủ, hiểu không? Vì từ nơi Đà Lạt xuống đây tôi không có đi phương tiện khác, vì đó là phương tiện tốt nhất. Mà xuống tới đây rồi tôi không vào khách sạn, bởi vì tôi có nó đã quá rồi, tôi tìm ở mình nữa, cái chuyện. Cho nên cái vị A La Hán thấy họ mình tử hành về họ vẫn chính pháp, rồi bạn bè anh em mình họ xuống họ chăm sóc, họ rửa ghẻ, rồi băng bó, rồi họ giúp cơ giúp cháu thương lắm, họ là mới cào họ chăm cầu nước, mó cầu ngủ ngát rồi. Nó giống như mình tạo ví dụ, nó giống như là đã đi viện mà vì tình xưa mà chăm sóc nhau vậy đó. Mình tưởng tao đây là không cháu đâu má. Tôi thương bà già cả neo đơn thì tới tôi lo, nhưng mà đừng có đầu mày cuối mắt mày nhựa mà cọ là tôi thổi tới luôn á. Hiểu không? Ok, bà già cũng thương chỗ là bà già cũng là bà đã từng chăm sóc tôi, bà già là vì bà là má của đám nhỏ. Chứ còn mà thêm nữa thì thôi nha. Các ngày y chang chỉ chăm sóc cái người mà mình đã ly dị và đã một thời lẫn chăm. Cho nên tâm vô ký nó có hai, một là cái tâm mà La Hán dùng cái thay thế cho cái ông Thiện. Tâm thứ hai đó là cái tâm quả của Thiện Mã. Thiện Mã là tâm nhân đúng không? Nhưng mà mỗi lần mình có thiện, có một cái tâm thiện nó xuất hiện là nó tạo lặng lẽ, nó tạo ra 2 thứ quả. Mà mỗi lần mình có tâm bất thiện thì nó cũng lặng lẽ, nó tạo ra 2 thứ quả. Bây giờ thôi, hôm nay còn đủ nó không có đồ lợi. Ở đây, đây, mỗi lần, nhắc lại, mỗi lần mà có tâm thiện và ác nó xuất hiện, mỗi niệm Thiện ác nó tạo ra hai cái quả, một là cái quả tái sinh, hai là quả bình sinh. Nghe hiểu không? Quả tái sinh là sao? Tôi quỳ tôi lạy Phật thì ngay lúc đó tôi đã kín đáo tạo ra một cái tông bầu thai để khỏi làm cái kiếp sau. Nghe hiểu không? Đó gọi là quả tái sinh. Nhưng mà nó còn có một là quả thứ hai nữa là quả bình sinh. Có nghĩa là khi tôi lại Phật như vậy, tôi đã kín đáo tạo ra 6 tầng như ý cho kiếp sau. Nghe hiểu không? 6 tầng như ý nghĩa là kiếp sau đó là tôi giàu xong cõi nào nó giàu, tôi là con chó nhà giàu đi đó thì tôi vẫn ăn cái thứ mà cái chó nhà nghèo không có. Cái chỗ tôi nằm nó vẫn tốt hơn là cái chỗ chó nhà nghèo, đúng không? Khi tôi bệnh đó thì chủ tôi đem tôi ra rồi mình thú y tốn cả ngày rồi mình chủ vẫn thương. Chứ ở Việt Nam mà mình ví dụ như thú y đưa ra mấy cái quán mà nó đang đồn thì không cứ là những cái chủ mà thú y cho nên ok kết thúc lớp học tôi mong bà con ghi được cái công thức này. Như vậy thì thầy đừng nói gì hết. Mỗi cái niệm thiện ác nó tạo ra hai quả, một là cái tâm đầu thai và hai là nó tạo ra 6 thức trong tương lai. Nghe hiểu không? Nếu mà đó là thiện thì cái quả tái sinh này là gì ta? Là sanh bị có lành. Còn nếu mà đó là thiện mà quả bình sinh thì sao? Tôi sanh ra tôi sẽ có được cái con mắt thấy cảnh như ý, có được lỗ tai thấy cảnh như ý, hiểu không? Biết cảnh nhỉ, lỗ mũi biết cảnh nhỉ. Các vị có đồng ý với tôi trong một ngày như vậy con mắt các vị thấy những cái vị muốn thấy và không muốn thấy có không? Điều đó có nghĩa là vẫn con mắt này thôi, nhưng mà có lúc mà nào mà nó thấy cái nó không muốn thấy, lúc đó là nó đang trổ, nó đang lạnh cái quả bất thiện. Mà lúc nào nó nhìn thấy một cái gì đó mà nó bị là lúc đó nó là lúc đó quả thiện nó đang trổ luôn đó. Mà mình tại vì nó quá nhanh mình không có ngờ là cái đó là cái quả đó nằm ngay chỗ đó. Ok, tôi nhìn trong phòng, tôi liếc mắt, tôi thấy cái chùm đèn này. Khi mà con mắt tôi nhìn chùm đèn này thì cái con mắt mà nhìn chùm đèn này nè, cái thần kinh lúc đó nó là do nghiệp thiện mọi thứ. Nhờ vậy tôi mới thấy cái này. Rồi khi tôi nhìn xuống tôi thấy một cái vệt, một cái vết cà phê đổ đi. Thì lúc đó cái tâm mà thấy cái vết cà phê đó nó cũng là do quả xấu mọi thứ. Mình đâu có ngờ, mình tưởng hồi đó giờ mình có một con mắt sai bé. Lúc nào mà nó bởi vì nếu quý vị nói với tụi mình nó có cái đồng con mắt thì là thấy, thì vậy lúc quý vị ngủ cái đồng con mắt nó có thấy gì không? Như vậy có nghĩa là cái đồng con mắt nó không đủ, nó phải cần đến cái tâm, đúng không? Hiểu không? Cái tâm mà dựa vô cái đồng con mắt để thấy cái tâm nó được gọi là nhãn. Hiểu chưa? Bây giờ quý vị nói với tôi, là tôi có lỗ mũi là tôi ngửi mùi, có đúng hay sai? Sai. Hoặc là khi quý vị nằm ngủ, quý vị nằm ngủ mà nếu cái mùi đó nó không có mạnh lắm thì quý vị không có biết, đúng không? Sáng ngày quý vị thức dậy, quý vị nghe nó vào tối, người ta có làm một miệng gối, quý vị có biết không? Hả? Yeah, không biết. Điều đó có nghĩa là 6 thức của mình đó, mình biết được cái 6 thức và nó biết được 6 tầng như ý hay là bất tội là nó do nghiệp quá khứ, được chưa? Thì như vậy thì mỗi một cái niệm thiện ác là nhân, đúng không? Thiện ác là nhân. Nhưng mà khi mà nó tạo ra hai cái này được gọi là quả. Mà nếu mà nó đã là quả thì gọi là quả có nghĩa là không phải nhân, đúng không? Hả? Mà cái gì nó phải tạo ra quả? Nhân. Mà nó đã là quả nó phải tạo ra quả không? Được gọi là quả vì nó không phải là nhân, mà nhân chính là cái tạo ra quả, đúng không? Mà nếu mà nó không phải là nhân vậy nó phải tạo ra quả không? Nếu như vậy thì nó có phải là tạo nhân lý không? Em hiểu không? Như vậy thì cái thứ nhất tâm vô ký có hai loại. Một, tâm vô ký chính là cái tâm mà La Hán dùng để thay thế tâm thiện. Thứ hai, tâm vô ký chính là cái tâm quả của thiện ác. Thiện ác là nhân, đúng không? Thì thiện ác nó mới tạo ra tâm quả, đúng không? Mà đừng gọi là tâm quả là vì sao? Vì nó không phải là nhân. Mà nếu không phải là nhân thì nó không có khả năng tạo ra quả. Dạ, mà nhìn mắt cái này. Bây giờ tôi hỏi là thiện ác có phải là nhân không? Đây. Vì nó là tâm nhân cho nên nó mới tạo ra tâm quả. Mà tâm quả là gì? Tâm quả là cái được tạo ra từ nhân, nhưng bản thân nó không có khả năng tạo ra quả khác. Bởi vì nếu nó có khả năng tạo ra quả khác thì nó lại là tâm. Tâm nhân rồi. Hiểu không? Cái chuyện đơn giản này mà nhìn cái mắt nó mơ hồ màng. Không có cao siêu. Bây giờ bà con bài con ký của công thức này. Cái công thức này là quan trọng. Bà con ký của công thức này. Thiện. Thiện là gì ta? Thiện là 6 căn biết 6 trần bằng tâm lành. Tâm lành ở đây là sao? Tâm lành là 13 cộng 25 đúng không? Bây giờ bắt đầu học vô sâu. Rồi ác là gì ta? Ác đây tức là 6 căn biết 6 trần mà bạn tâm ác. Tâm ác đây là cái gì ta? 14. Đúng chưa? Rồi buồn là gì ta? Buồn, buồn khổ thì biết khổ đi. Buồn khổ là 6 căn biết 6 trần bất toại. Được chưa? Mở đơn do 13 cộng 14 tạo ra. Hiểu không? Rồi vui sướng là gì? Vui sướng tức là 6 căn biết 6 trần như ý. Do cái gì ta? Hiểu rồi, hiểu rồi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Các vị giữ từ cái định nghĩa này trời ơi nó sướng muốn chết luôn. Đời sống của vị chỉ có gồm có 4 giây phút: thiện, ác, buồn, vui. Thấy chưa? Thì thiện là gì? Các vị đọc dùm tôi công thức đi. Thiện là 6 căn biết 6 trần bằng tâm lành. Mà tâm lành là cái gì? 13 cộng 25. Rồi ác là gì? Là 6 căn biết 6 trần bằng tâm ác. Mà tâm ác là cái gì? 13 cộng 14. Rồi bây giờ buồn khổ là gì? Buồn khổ là 6 căn biết 6 trần. Bất tội. Tội là gì đây? Tội là không bất tội là gì? Không có gì ý. Thì đức mà do cái gì? Cái 6 này là do cái gì ta? Nó do 13 cũng tạo ra. Em thấy như vậy thôi, đời sống mình chỉ còn cái số này. Nhưng mà tôi phải nói cho biết rõ một gì. Sơ cơ thì cái đầu còn dính đến cái con số, nhưng đến một lúc nào đó mình quên sạch, không còn nhớ số nữa. Mà mình đang đi, biết đang đi thì thấy nó bực mình nhớ vậy đó. Ô xanh nha, thì đủ rồi. Chứ không cần nhớ xanh như là 13, 15, 24. Giống như hồi nhỏ trong trung học là cái chất này, chất kia, nó còn mình ra đường là bác sĩ là mình biết. Phải tự nhiên không tốt, đủ rồi. Xà lách, cô liêu, bóp, đủ rồi. Cô avocado, xính, từng bữa ăn bao nhiêu, sữa tươi, mỗi ngày uống bao nhiêu, đủ rồi. Bây giờ nó không cần nhớ là trong mỗi gram sữa tươi nó gồm có con bố nội nó bao nhiêu, không cần tính. Hiểu không? Cứ là trứng, sữa tươi, xà lách, khoai tây, ủ liu. Rồi một ngày chạy bộ bao nhiêu, bây giờ mình không còn cần phải đo nhịp tim nữa. Bởi vì cứ ngày một trăm tiếng nữa là đúng rồi. Chứ mình không có cần phải ôn lại là khi mà ta chạy với tốc độ đó, với trọng lượng đó thì cái hiệu ứng của tim là sao không chừng nữa, bởi vì nó quá rành rồi. Thấy kiểu không? Thì bây giờ buổi đầu mà con phải có cái này để mà con có một cái basic, một cái background. Chứ không thể nào mà nói mơ hồ mà nói là tu là không cần học gì cũng kẹt, bởi vì nó cứ mang hoài khổ lắm. Khi mà con nắm cái này rồi này, thì mai này mà con sẽ nghe những cái vị khác rồi đó. Tu là những cái lòng thanh thản, vì thế em khó chịu. Bởi vì thanh thản đây có nghĩa là gì? Thanh thản đây có nghĩa là 13 năm. Thanh thản có nghĩa là biết rõ lúc nào 13 cộng với 25, lúc nào là 13 cộng với 14. Thanh thản là đẹp. Nhưng mà họ không có nhắc tới cái đó. Chứ còn bây giờ chưa gì học bài ôm chân họ là cả đời nó là có một số trường hợp nghe hơi dạng thì có nghĩa là giữ tâm không có bị ràng buộc, mà bà cố cũng biết không ràng buộc là không sao. Dạ, nó phải có cụ thể. Đừng khi phải nói cho tôi biết cụ thể đi. Thì mai mốt cũng nói là nghe không chịu. Cho tôi biết tại sao tôi phải ăn nhậu liêu. Cho tôi biết loãng xương là gì. Cho tôi biết thiếu vitamin A tôi bị cái gì. Cho tôi biết là căn bản đi. Rồi cho tôi biết ăn cái gì để bổ sung. Sau khi cho tôi biết đầy đủ rồi, mốt gặp tôi ngoài đường chỉ cần nói nhẹ thôi. Vậy ăn cái đó thì cha đủ rồi. Hiểu không? Mỗi câu nói nghe nó tào lao như bữa với tôi, cái câu nó hay lắm. Mấy cái nhìn tôi làm sao nó về ông ăn cho nên rồi. Như nó bảo là ăn cái broccoli ấy. Mà cái người ngoài hỏi đi không biết tại sao mà ổng gặp bệnh kêu nên ăn thêm broccoli, nhưng mà tôi hiểu tại sao nên ăn broccoli. Hiểu không? Nhưng mà muốn được đến lúc đó là bà con phải học thức broccoli nó là cái gì đó cả. Còn lần này đó là chưa gì hết bà con lên đây xóm quá là